chương 1360, Phó Phủ Chủ Thiên Phủ. Một câu nói này, để sắc mặt đám người thiên lâm đại biến. Liễu nhiên, người đừng khinh người quá đáng. Thiên lâm cắn răng giận dữ quát liễu nhiên, khinh người quá đáng, ha ha, lẽ nào ngươi không biết thú vui của ta sao? Khổ, thân thể vất không lâu như vậy đã sắp gì sắt rồi, khó có cơ hội ngươi không tuân theo ước định chạy tới. Nếu như ta buông tha ngươi, bản đế còn biết bắt nạt ai bây giờ? Liễu nhiên thuận miệng đáp, một câu nói này, để nghệ phong triệt để không nói gì, đột nhiên hắn có chút đồng tình với thiên lâm. Lão gia hỏa này thật đáng thương khi gặp phải liễu nhiên. Thiên lâm, đừng hy vọng xa vời ai có thể cứu ngươi. Ngươi tự mình ra tay, hay ta giúp ngươi. Liễu nhiên đón gió nhìn trời, phong khinh vân đạm nói. Từ lúc liễu nhiên xuất hiện cả đám người vây xem đều ngừng thở, không dám phát ra một chút âm thanh, đối mặt sát tinh này, sợ hãi đã ăn sâu vào trong xương cốt của bọn họ. Quên đi, các ngươi đã không muốn ra tay, vậy bản đế ra tay, bất quá nếu bản đế ra tay, nghiêm phạt tăng gấp nhiều lần. liễu nhiên nhàn nhạt nói một câu này, khiến sắc mặt thiên lâm đại biến. vừa định nói ra, đã cảm thấy một cổ lực lượng thật lớn đột nhiên xuất hiện đánh tới ngực hắn. cổ lực lượng này giống như một cái chùy lớn, đánh vào trước ngực hắn, từng tia máu không ngừng trào ra từ khóe miệng. mà cùng thời khắc đó, máu tươi cũng đồng dạng tuôn ra từ trên ngực kim phú, mặc quân, biển liêu, trên ngực bọn họ đều lún xuống, hiển nhiên là bị chùy trọng lực đánh ra. Mọi người thấy một màn như vậy, ánh mắt nhìn Liễu Nhiên không khỏi cảm thấy vô cùng kinh khủng. Một người kinh khủng như Thiên Lâm, thêm ba quân cấp. Trong tay hắn không khác gì quả hồng, bóp nhẹ đã nát. Không biết sốt cuộc Liễu Nhiên này đạt đến trình độ nào rồi. Một tiếng nổ trầm muộn vang lên trên hư không, trừ bỏ tiếng nổ trầm muộn, toàn bộ hư không không còn âm thanh nào khác. Khụ khụ, chơi như vậy không hay, đổi một phương pháp khác. Liễu Nhiên thấy đối phương chỉ phun ra một ngụm máu, cũng cảm giác buồn chán mười phần khi lời nói của hắn vừa hạ xuống, trong hư không dĩ nhiên ngưng tụ ra bốn bàn tay, bốn cái bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống chỗ đám người thiên lâm đang đứng. ba, 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 từng tiếng tát cả lúc càng vang lên rõ ràng, đến cuối cùng giống như sao đậu, toàn bộ không gian đều liên miên không dứt, tràn đầy âm thanh. tiếng tát, từng tiếng từng tiếng dã vào trong lòng mọi người, cả đám cảm giác hết hồn. ánh mắt của bọn họ chuyển về phía đám người thiên lâm, lúc này cái tát đã hóa thành tàn ảnh từng đạo bay qua bay lại trên mặt đám người thiên lâm, mà mặt bọn họ đã sớm sưng phù như mặt lợn. Ai bảo ngươi không để ý ước định, ai bảo ngươi ra tay đối phó nghệ phong, ai bảo bộ dạng ngươi ngứa mắt muốn ăn đánh như vậy. Ai bảo ngươi năm đó truy sát ta, ai bảo ngươi để ta cảm thấy khó chịu. Nói xong một câu cuối cùng, trên mặt thiên lâm đã không còn bị tát, chính là từng lời từng câu đều khiến đám người trừng mắt hám miệng. Đồng thời bọn họ cũng tỏ vẻ đồng tình nhìn thiên lâm tiếp tục bị đánh. Sau một trận quát của Liễu Nhiên, đám người thiên lâm đã nhổ ra không biết bao nhiêu máu dưới chân bọn họ đã sớm biết thành đất đỏ lúc này liễu nhiên mới dừng lại nghệ phong nhìn bốn người nằm trên mặt đất giống như chó chết hắn liền trầm mặc lập tức hít sâu một hơi không kìm lòng được giơ lên một ngón tay cái về phía lão đầu tử quá trâu bò rồi bốn cường giả như vậy ở trong tay hắn không khác gì cá thịt trên thớt tần lực đồng dạng cũng kinh hồn tuy rằng biết liễu nhiên rất mạnh thế nhưng mạnh đến tình trạng như vậy đều nằm ngoài dự liệu của hắn Thực lực của lão gia hỏa thiên lâm kia hắn biết rõ ràng, thế nhưng dưới tay liễu nhiên, cư nhiên ngay cả phán kháng cũng không làm được. Sức chịu đựng kém như vậy, liễu nhiên nhìn bốn người này thở dài một hơi, mà câu này để đám người bao quát cả nghệ phong đều hận không thể lập tức xông lên đánh đập liễu nhiên, dưới trận đánh vừa rồi, không choáng váng hôn mê mới là lạ. Liễu nhiên không thèm để ý chút nào, ánh mắt nhìn về một phương hướng trong hư không, lập tức lại nhìn về phía nghệ phong. Lúc này nghệ phong đang rút ra trường kiếm, đi thẳng về phía mặc quân đang cách hắn gần nhất. Một kiếm đâm thẳng xuống, dưới một kiếm này, một đạo vết máu bắn ra từ trong ngực hắn. Một quân cấp, cư nhiên bị người ta tùy ý chém giết trong lúc hôn mê. Mà hồn thể của hắn, cũng bị nghệ phong rút ra, nam tử vương tọa nhìn thấy hưng phấn sông lên, nuốt chửng đối phương. Thân thể vừa rồi lờ mờ rất nhiều, lúc này cũng đã khôi phục, đồng thời có vẻ còn nồng đậm hơn. Nhưng vào lúc này, thiên nghịch nguyên bản vẫn đang ẩn giấu, cũng chém ra kinh hồng nhất kiếm, đâm thẳng về phía thiên lâm thiên nghịch cắt qua hư không trong nháy mắt tưởng trừng thanh kiếm sẽ đâm vào trong ít hầu thiên lâm thế nhưng liễu nhiên ở phía sau lại ra tay giống như quấn chặt người thiên nghịch ném hắn trở về bên cạnh nghệ phong ngươi không thể giết hắn liễu nhiên quay sang nhàn nhạt nói với thiên nghịch những lời này khiến nghệ phong và thiên nghịch đều nghi hoặc không giải thích được thực lực của thiên nghịch còn không giết được trong khi hai người đang nghi hoặc đột nhiên liễu nhiên quay sang phía hư không nói lẽ nào ngươi vẫn muốn ẩn núp sao đã lâu rồi bản đế chưa chơi đùa cùng ngươi. Tần lực nghe thấy liễu nhiên nói, cảm thấy trong lòng sừng sốt. Thế nhưng rất nhanh, trong hư không đã xuất hiện một bóng người, từ khi bóng người kia vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã xuất hiện bên người thiên lâm, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không có khả năng thấy rõ. Tần lực nhìn bóng người này, kinh hô, phó phủ chủ thiên phủ, thống lĩnh quân giả, cũng khó trách tần lực kinh ngạc, thực lực của người này, khi hắn vừa mới đạt được quân cấp đã bị tuyên truyền vô cùng mờ ảo, trong tần gia trang cũng có hồ sơ về người này người này đã thuộc nhân vật cấp truyền thuyết thấy người này tần lực không nhịn được chấn động trong lòng mà để hắn kinh hãi chính là liễu nhiên cư nhiên có thể nhìn ra hắn đang ẩn nấp quả nhiên là tà đế danh bất hư truyền phó phủ chủ thiên phủ cười nói ta thật không ngờ một kim ưng tông cư nhiên có thể dẫn tới một vị phó phủ chủ xuất hiện liễu nhiên nhàn nhạt nói ha ha đi ngang qua mà thôi phó phủ chủ thiên phủ cười nói liễu nhiên đồng dạng cười nói lẽ nào ngươi ngây thơ cho rằng ngươi có thể cứu được bọn họ sao phó phủ chủ thiên phủ lắc đầu nói không phải ta cứu hắn mà là ngươi căn bản sẽ không giết thiên lâm thật vất vả hắn bị ngươi nắm được nhược điểm làm sao ngươi có thể khinh địch buông tha như vậy nghe thấy câu đó liễu nhiên không phủ nhận cười cười đúng là như vậy nếu như giết thiên lâm vậy chuyện thiên phủ phá hư ước định năm đó coi như hết vậy thì chẳng phải nhân sinh của hắn không còn gì thú vị sao thật vất vả mới tìm được chút niềm vui, làm sao hắn có thể buông tha. Người thật sự thông minh, khó trách người vẫn nhìn bọn họ bị đánh. Liễu nhiên nói, chỉ bất quá, người có thể ngồi xem, cho dù nghệ phong giết mặc quân, không lẽ người còn nghĩ gây xích mích ly rán hay sao? Ha ha, quả nhiên tà đế rất thông minh, tuy rằng mặc quân không thuộc về thiên phủ, thế nhưng đồng dạng cũng không thể tha thứ. Phó phủ chủ thiên phủ cười nói, hừ, ta thực sự muốn nhìn, mặc ra hắn có dám đối nghịch cùng ta hay không? Liễu nhiên cười nhạt, hắn không chút ý kiến đối với việc nghệ phong giết mặc quân. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1361, nghe được lời phàn nàn này của đối phương, nghệ phong khẽ cười nói. Cho nên lần này đến đây, hy vọng một lần vất vả có thể suốt đời nhàn nhã. Hảo phách lực, ly thủy cười ha hả, khua khua tay nói với nghệ phong. Mời, nghệ phong gật đầu, Lý Liên không còn cách nào khác chỉ có thể đi trước dẫn đường. Rất nhanh, một giác đấu trường cực lớn đã xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. So với những giác đấu trường trước đó Nghệ Phong nhìn thấy, nó cổ phác và to lớn hơn rất nhiều. Bốn phía giác đấu trường được một tầng phòng hộ cháo nhàn nhạt bao phủ, hào quang lưu chuyển. Phối hợp với khí tức cổ phác, khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác xâm nghiêm. Giác đấu trường cực lớn khí thể đồ sộ này khiến Nghệ Phong cảm thấy chân tay có chút ngứa ngáy. Lý Liên trông thấy bộ dáng xoa xoa tay của Nghệ Phong, giải thích nói. Bên trong Thánh Thành có rất nhiều giác đấu trường như vậy. Đây là do đại năng viễn cổ kiến tạo ra, hơn nữa toàn bộ những giác đấu trường này đều được đại năng viễn cổ gia trì. Hơn nữa, hàng năm cao tầng Thánh Thành đều gia trì lại một lần, chắc chắn dị thường. Nghe đồn có thể thừa nhận một kích của Thánh Cấp, nghe được lời này, Nghệ Phong líu cả lưỡi, ngẫm lại cũng lý giải được chuyện này. Bên trong Thánh Thành nhiều cao thủ như vậy, giao thủ sơn băng địa liệt cũng không ít nếu không có giác đấu trường chắc chắn quả thực khó có thể chịu nổi luận bàn của những người này nghệ cung chủ mời ly thủy nhìn nghệ phong nói nghệ phong nhìn về phía ly thủy chỉ có một người nghi ngờ hỏi ly cung chủ chỉ có một người thôi sao ly thủy khẽ cười cười nói nếu như các hạ có thể đánh bại ta không có võ giả đạt tới quân cấp đến đây trợ giúp căn bản sẽ không mang lại chút tác dụng gì nếu các hạ không đánh bại được ta như vậy một mình ta đã đủ rồi nghệ phong không thể không gật đầu đạt tới cấp bậc này, không có võ giả đã lĩnh ngộ năng lượng không gian trợ giúp, căn bản là sẽ không có chút tác dụng nào. Việc hắn có được hai dạng năng lượng đặc thù phệ châu cùng tử khí là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà có được bao nhiêu người trên đời này có kỳ ngộ giống như là hắn. Chỉ cần cung chủ nghệ phong có thể đánh bại ta, như vậy nghệ cung lập tức có thể tiến lên cấp độ tam tinh, bất quá, cung chủ nghệ phong vừa mới bước vào quân cấp, đã có được dũng khí này quả thực là rất đáng khen. Một người vừa bước vào quân cấp, muốn vượt hai cấp khiêu chiến, cơ hồ là không có phần thắng. Trong thánh điện, phần lớn cung điện đều bắt đầu từ việc tích lũy từng bước, sau đó mới để thăng tinh cấp. Chủ nhân của tất cả các cung điện vừa bước vào quân cấp, đều có một thời gian ngắn phải trải qua giai đoạn hoàng hôn. Ly Thủy nói, chẳng lẽ không có ngoại lệ hay sao? Nghệ Phong không thể không cười hỏi lại, tự nhiên là có. Ly Thủy nói, bất quá số lượng cực nhỏ, liếu cung xem như là một trường hợp nổi bật trong số đó. Vừa tiếp nhận cung điện, không lâu sau đã đạt tới cấp độ tam tinh, sau đó từ tam tinh trực tiếp nhảy tới ngũ tinh cuối cùng là lục tinh nghe ly thủy nói vơi nghệ phong chợt có điều suy nghĩ chỉ sợ đây là cung điện của lão đầu tử đáng tiếc mọi người cho rằng cung điện hắn còn có thể cực nhanh tiếp tục thăng cấp nhưng cuối cùng lại dừng tại lục tinh nghe bọn họ nói cung chủ của bọn họ không biết đã đi nơi nào nói đến đây ly thủy không khỏi thở dài một hơi lúc trước cung điện của liễu nhiên tấn cấp xác thực là một truyền kỳ có lẽ từ tam tinh tấn cấp ngũ tinh không khó nhưng từ nhất tinh tấn cấp tam tinh lại rất khó. Dù sao một võ giả vừa đạt tới quân cấp, cùng cung chủ tam tinh tồn tại một khoảng tranh lệch rất lớn. Đã có liễu cung, dĩ nhiên sẽ còn có nghệ cung. Nghệ phong nhìn ly thủy thản nhiên nói, ha ha, tốt, ta rất muốn nhìn, có phải bản lãnh của ngươi có sắc bén như lời nói của ngươi không? Ly Thủy cười to, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện bên trong giác đấu trường. Nghệ Phong đương nhiên không yếu thế hơn, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Ly Thủy. Xúc địa thành thốn, cho dù tôn cấp đỉnh phong như Lý Liên cũng không thấy rõ được động tác của hắn. Chuyện này khiến Lý Liên vô cùng chấn động, ánh mắt nhìn về phía nghệ phong cũng thêm vài phần chờ mong. Tốc độ thật nhanh, Ly Thủy cũng âm thầm kinh hãi. Luận bàn tinh cấp cung điện, đương nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả trong thánh thành, quyết đấu bực này. Bọn họ tuyệt đối không nguyện ý bỏ qua. Sau khi tin tức hai người luận bàn lan truyền ra ngoài, càng ngày càng có nhiều võ giả tụ tập xung quanh giác đấu trường. Chứng khiến khuôn mặt trẻ tuổi của Nghệ Phong, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, bọn họ đã tìm hiểu được thân phận của nghệ phong. Nhìn qua ly thủy đứng đối diện, mọi người bắt đầu nghị luận. Cung chủ nghệ phong vừa mới tấn cấp thực là lớn gan, dám khiêu chiến cung chủ ly thủy không biết đã trải qua bao nhiêu năm chém giết. Từng bước từng bước tu luyện đến quân cấp nhị giai, mang theo cung điện tiến vào tam tinh. Hắn muốn một bước tiến lên thẳng tam tinh hay sao? Đúng vậy, hắn mới là nhất tinh lại vừa tấn cấp không lâu. Tuy rằng đã tới quân cấp, nhưng cũng chỉ là một người vừa mới đạt tới quân cấp. Mặc kệ phương diện nào, tuyệt đối không thể so sánh với cung chủ ly thủy. Tuổi trẻ khinh cuồng, ha ha, có dũng khí là rất tốt, lâu lắm rồi không gặp người trẻ tuổi nào sắc sảo như thế, coi như bại cũng là bại trong vinh dự. Cũng đúng, dù sao một võ giả vừa tiến vào quân cấp đã dám khiêu chiến một võ giả quân cấp uy tín lâu năm, cũng là một loại dũng khí. Vô số thanh âm nghị luận khiến Lý Liên nắm chặt nắm đấm, âm thầm cầu nguyện. Thiếu gia, ngài nhất định có thể chịu đựng, chỉ cần ngài có thể đánh bại ly thủy, ta có thể chắc chắn khiến nghệ cung dương cánh bay cao. Nếu thất bại, chỉ sợ nghệ cung muốn phát triển sẽ khó khăn hơn rất nhiều rồi. Thanh âm nghị luận bốn phía xung quanh cũng không có ảnh hưởng đến nghệ phong cùng ly thủy. Sau khiến tiến vào giác đấu trường, khí tức của ly thủy đã tập trung lên trên người nghệ phong, một cỗ uy áp bước qua. Uy áp khổng lồ đè lên trên người nghệ phong, nghệ phong vẫn ổn định như trước, chỉ lặng lặng nhìn ly thủy. Ly thủy thấy vậy, khẽ nhíu mày uy áp trên cơ thể một lần nữa tăng vọt, hắn không tin một võ giả vừa bước vào quân cấp có thể không biến sắc chút nào dưới uy áp của hắn. Nhưng khiến Ly Thủy kinh ngạc chính là mặc kệ hắn đề cao uy áp lên cỡ nào vẫn không hề sinh ra một tia ảnh hưởng nào đối với nghệ phong. Uy áp khổng lồ cho dù người đứng bên cạnh giác đấu trường cũng cảm nhận được sự bá đạo trong đó, nhưng mà nghệ phong lại tựa như là không có gì, ngay cả tả áo cũng không động chút nào. Cảnh tượng này khiến những võ giả quan sát bên ngoài trợn mắt nhìn nhau. Ly Thủy kinh ngạc không thôi, uy áp của bản thân hắn biết vô cùng rõ. Cho dù là tồn tại ngang cấp cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhõm như vậy, nhưng mà người thanh niên trước mặt lại coi uy áp của hắn không bằng một cơn gió. Quả nhiên có chút môn đạo, ly thủy thầm nghĩ, trong mắt nhiều hơn vài phần ngưng trọng, uy thế một lần nữa tăng vò thêm vài phần. Nghệ phong nhìn ly thủy đã ra, tăng khí thế, lắc lắc đầu thản nhiên nói, đừng lãng phí khí lực, lúc còn ở tôn cấp, bản thiếu gia đã có thể ngăn cản khí thế của quân cấp. Hiện tại khí thế của ngươi căn bản là không ảnh hưởng đến ta." Ly Thủy nhíu mày nhìn Nghệ Phong, hiển nhiên là không tin những lời này của hắn. Tiếp tục đề thăng khí thế lên đến đỉnh phong, uy áp không ngừng tràn về phía Nghệ Phong. Uy thế khổng lồ khiến hư không xuất hiện từng vòng chấn động. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1362. Uy áp khổng lồ của Ly Thủy vẫn không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với Nghệ Phong mọi người thấy vậy trợn mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương khí thế của ly thủy đã đạt tới đỉnh điểm nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nghệ phong thử xem một quyền này của ta ly thủy thấy khí thế của hắn không làm gì được nghệ phong rốt cục cũng xuất thủ tấn công hắn muốn xem thiếu niên kỳ lạ này có phải thực lực cũng kỳ lạ như thế ly thủy thân là quân cấp nhị giai thực lực tuyệt đối khủng bố nơi quyền đầu đi qua không gian đều bị bẻ cong quyền đầu đánh thẳng vào ngực nghệ phong trong nháy mắt, một quyền này đã đến trước ngực, Nghệ Phong lập tức xuất thủ ngăn cản, thân thể hắn có nhiều hơn 5 kinh mạch chủ, tốc độ điều động năng lượng so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ chỉ trong thời gian một ý niệm hắn đã có thể tùy ý sử dụng năng lượng trong cơ thể. Tuy rằng Nghệ Phong bỏ qua một bước chuẩn bị, nhưng mà trong nháy mắt trưởng phong vừa dơ lên đã hội tụ đủ 10 phần lực lượng. Lập tức nghênh đón một quyền của Ly Thủy, phanh, một quyền một trưởng va chạm với nhau, lực lượng cường đại đồng thời khiến hai người phải lùi lại. Kinh phong bắn ra bốn phía, nhưng vừa tiếp xúc với phòng hộ cháo của giác đấu trường đã lập tức biến mất. Hai người đồng thời lùi về phía sau hơn 10 mét, đạp trên hư không nhìn chằm chằm về phía đối phương. Con mẹ nó, không phải là hắn vừa mới tiến vào quân cấp hay sao? Làm sao có lực lượng khủng bố như thế? Ly Thủy Trăm mối vẫn không có cách giải. Trong ý nghĩ của hắn, một quyền kia đủ để chấn nghệ phong văng ra khỏi đấu trường. Cho dù không trọng thương, nhưng bị thương một chút là điều không thể tránh khỏi ngươi vừa mới tiến vào quân cấp ly thủy hỏi nghệ phong nghệ phong biết rõ sự hoài nghi của ly thủy hắn nhún nhún vai cũng không giải thích gì nhưng trong lòng đang vô cùng mừng rỡ không ngờ thân thể hắn lại cường hãn đến trình độ này nếu chỉ đơn thuần so lực lượng hắn vẫn kém xa ly thủy nhưng mà cộng thêm cường độ thân thể tranh lệch giữa hai người đã hoàn toàn được bù đắp bằng vào lực lượng bản thân chống lại nhị giai sau khi đạt tới quân cấp tranh lệch giữa mỗi một giai so với tôn cấp khủng bố hơn rất nhiều lần cho dù Nghệ Phong có chút đặc thù, mật độ đấu khí của hắn so với nhất giai đỉnh phong mạnh hơn vài phần, nhưng mà so với nhị giai vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng bởi vì cường độ thân thể, lực lượng của hắn đã hoàn toàn có thể sánh với nhị giai. Có thể thấy được thân thể hắn cường hãn đến mức độ nào. Vốn Nghệ Phong cho rằng bản thân nhiều lắm chỉ có thể chống lại tôn cấp bình thường, nhưng hiện tại xem ra ngay cả tôn cấp cao giai, riêng bằng vào thân thể hắn cũng có thể chiến một trận. Đến tiếp, Nghệ Phong cũng cực kỳ hưng phấn, hô lớn với Ly Thủy ly thủy thấy nghệ phong mặc nhận hắn vừa mới tiến vào quân cấp trong lòng nhịn không được tức giận mắng một tiếng con mẹ nó vừa mới tiến vào quân cấp sao có thể có được lực lượng như thế tiếp tục nghệ phong giống lớn một tiếng đánh thẳng về phía ly thủy một quyền hắn cũng muốn thử một chút đến cùng lực lượng của hắn đã đạt tới tình trạng nào chẳng lẽ ta lại sợ ngươi tuy rằng ly thủy kinh ngạc nhưng cũng không hề yếu thế nghênh đón một quyền của nghệ phong phanh phanh trọng quyền giao phong, thanh âm va chạm không ngừng vang lên. rung động cực lớn khiến người xem cảm thấy hai tai ù ù. Kinh khí bạo phát, phá toái hư không, lan tràn ra bốn phía, sau đó đụng phải phòng hộ cháo, tạo thành vô số rung động, cuối cùng biến mất. Mọi người nhìn về phía hai thân ảnh trên hư không, không hề hoa mỹ, xinh đẹp. Hai quyền đầu không ngừng va chạm với nhau, tất cả đều sững sờ. Lập tức rời mắt nhìn về phía Lý Liên, trên phương diện lực lượng, rõ ràng nghệ phong hoàn toàn ngạnh kháng được ly thủy, không chút nào rơi vào thế hạ phong đây là một cường giả vừa tiến vào quân cấp có phải là hắn cũng đã đạt tới nhị giai rồi hay không lý liên chứng kiến cảnh tượng này cũng triệt để sững sờ đối với việc có phải nghệ phong vừa tiến vào quân cấp hay không hắn không rõ chỉ có điều một võ giả vừa tiến vào quân cấp làm sao có thể bằng vào lực lượng ngạnh kháng nhị giai mà không chút rơi vào thế hạ phong lý liên thấy ánh mắt của mọi người tập trung lên trên người hắn hắn cũng không biết trả lời thế nào chỉ có điều trong lòng đang vô cùng hưng phấn, nếu lần này nghệ phong có thể chiến thắng, nghệ cung lập tức sẽ tiến vào cấp độ tam tinh. Đối với những người hầu của cung điện như bọn họ mà nói, đây là chuyện cực kỳ có lợi. Quản gia cung điện tam tinh, chỉ lần lĩnh ngộ một tia năng lượng không gian, lập tức có quyền hạn tiến vào địa phương nghệ phong bế qua tìm kiếm cơ hội đột quá. Mà những người hầu còn lại, có quyền hạn có thể tu luyện công pháp cao dai. Ánh mắt Lý Liên, nhìn về phía nghệ phong sáng quắc, lúc này, hắn mới hiểu được tại sao Nghệ Phong có lòng tin khiêu chiến Ly Thủy đến như vậy. Thống khoái, Nghệ Phong cùng Ly Thủy trong hư không liên tục va chạm vài chục quyền, ngay cả Ly Thủy cũng hưng phấn hô lớn. Va chạm liên tiếp, tựa hồ khiến huyết dịch trong cơ thể hắn sôi trào. Phanh, quyền đầu của Nghệ Phong cùng Ly Thủy một lần nữa va chạm, hai người đồng thời bay ngược về phía sau, cánh tay run lẩy bẩy. Ha ha, rất lâu rồi chưa được thống khoái như vậy. Ly Thủy cười lớn, Nghệ Phong mỉm cười, Hắn cũng cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Cảm giác mới lạ này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lực lượng như vậy, tôn cấp tuyệt đối không thể mô phỏng. Trên phương diện lực lượng chúng ta bất phân thắng bại, đã như vậy, để ta thử xem trên phương diện năng lượng không gian, có phải là ngươi cũng được như vậy hay không?" Ly Thủy cười to, vung cánh tay lên, đấu khí một lần nữa bạo phát ra, cùng lúc đó, hư không xuất hiện vô số rung động. Từng vòng năng lượng không gian dung nhập vào trong đấu khí. Dưới sự dung nhập của năng lượng không gian, đấu khí của Ly Thủy lập tức đậm đặc thêm vài phần. Chứng kiến cảnh tượng này, Nghệ Phong cũng muốn thử một chút. Đấu khí của hắn dưới sự dung nhập của không gian năng lượng, khả năng dung nạp đấu khí lập tức tăng thêm vài phần, bởi vậy lực lượng cũng gia tăng vài lần. Nghệ Phong lắc lắc cánh tay, đấu khí hội tụ năng lượng không gian đánh thẳng về phía Ly Thủy. Đến đi, Ly Thủy đại hỉ, đồng dạng vung tay lên, xuất ra một đạo đấu khí nghênh đón Nghệ Phong. Phanh, hai đạo đấu khí va chạm vào nhau. Hai đạo năng lượng lập tức điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau, mà Nghệ Phong cùng Ly Thủy đồng dạng liên tiếp phóng ra năng lượng, không ngừng tiến công phòng thủ. Phanh, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, trên hư không kình khí bắn ra bốn phía. Nghệ Phong chứng kiến một đạo đấu khí bắn thẳng về phía hắn, thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1363, Ly Thủy phóng ra năng lượng đánh thẳng về phía nghệ phong, địa điểm nghệ phong vừa đứng, hư không lập tức vỡ nát. Ly Thủy nhìn qua nghệ phong sớm đã xuất hiện ở chỗ khác, không nhịn được tán thán. Không thể tưởng tượng được, lực khống chế của người đối với năng lượng không gian lại thành thạo đến như thế. Đã không hề thua kém ta, nếu không phải số lượng năng lượng không gian ngươi sử dụng không băng ta. Ta thực sự sẽ nghi ngờ ngươi đã tấn cấp lên nhị giai. Nghệ Phong cười cười không nói câu nào. Tuy rằng lần giao phong này hắn đã thất bại, nhưng không phải thua trên phương diện lực khống chế năng lượng không gian mà thua trên phương diện khống chế được bao nhiêu đối với điểm này hắn cũng không có cách nào cải biến dù sao đối phương cũng là nhị giai còn hắn chỉ là nhất giai đáng tiếc cuối cùng ngươi vẫn là nhất giai năng lượng không gian có thể khống chế cuối cùng vẫn có hạn cho dù lực lượng của ngươi không kém ta bao nhiêu nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của ta ly thủy nhìn nghệ phong nói cách biệt mỗi một giai số lượng năng lượng không gian có thể khống chế cũng nhiều hơn vài lần. Lực lượng cũng theo đó gia tăng vài lần, ở điểm này, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói vậy cũng chưa chắc, Nghệ Phong cười nói, trên phương diện năng lượng không gian, ta thua ngươi một bậc. Nhưng mà ta có một loại năng lượng không gian chưa chắc ngươi đã có. Nói xong, thân ảnh Nghệ Phong lóe lên, một quyền đánh thẳng về phía ly thủy. Tử khí nghìn năm hội tụ phía trên quyền đầu, mang theo lực ăn mòn đấu khí mãnh liệt, giao phong với ly thủy. Phanh, hai người va chạm, sắc mặt ly thủy đại biến, lập tức điên cuồng tuôn trào năng lượng từ trong cơ thể. Năng lượng không gian cũng không giữ lại, một quyền này của nghệ phong khiến hắn phải lùi lại vài bước. Ly thủy phát hiện lực đạo trên cánh tay truyền đến, trong mắt mang theo một tia kinh hãi. Nhìn qua nghệ phong một lần nữa công tới, cũng không dám giữ lại thực lực, thì triển năng lượng không gian đến mức tận cùng, nghênh đón thế công của nghệ phong. Phanh, lần giao phong này, nghệ phong cùng ly thủy đồng thời bay ngược về phía sau, hai người lùi lại vài chục thước mới ổn định lại được cước bộ tử khí ly thủy trợn mắt nhìn nghệ phong đối với hắn tử khí cũng không phải là thứ xa lạ gì bên trong thánh thành có không ít địa phương ẩn chứa tử khí những địa vực kia cho dù cường giả đã đạt tới quân cấp như bọn hắn cũng không dám đơn giản tiến vào nhưng ly thủy không thể tưởng tượng nổi nghệ phong rõ ràng có thể khống chế loại năng lượng này đối với hắn mà nói loại năng lượng này không ai nguyện ý đụng vào dù sao chỉ sơ sẩy một chút là có thể lưu lại tai họa ngầm." Nghệ Phong cười cười, cũng không hy vọng xa vời đối phương không nhận ra việc bản thân vận dụng tử khí, dù sao trước mặt là một cường giả quân cấp. Ly Thủy hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong nói: "Khó trách ngươi dám khiêu chiến ta, có được loại năng lượng này, phối hợp với lực lượng đặc biệt của ngươi, xác thực có đủ thực lực đánh một trận với nhị giai." "Không," Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, "Hiện tại, ta muốn thắng ngươi." Ly Thủy cười ha ha nói: "Cho dù ngươi có được tử khí, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ta muốn chiến thắng ta thực sự rất khó nghệ phong cười ha hả nói vậy sao nghệ phong không nói nhảm thì triển tinh bạo thiên hạ xuất ra một quyền đánh thẳng về phía ly thủy một quyền này cơ hồ vượt qua không gian sau khi đạt tới quân cấp uy lực của tinh bạo thương khung đã tăng thêm vài lần ly thủy nhìn qua một quyền này của nghệ phong ánh mắt co rụt lại lập tức cười to nói trong thánh thành cũng không phải là chỉ có mình ngươi có vũ kỹ cao dai ly ca phanh, cả hai va chạm với nhau, toàn bộ không gian chấn động. Mọi người chứng kiến hai thân ảnh giao thủ trong hư không, trong mắt tràn ngập kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong biến thành nóng rực. Một võ giả vừa tiến vào quân cấp đã có thực lực như thế, chờ hắn phát triển lên nhị giai, tam giai, thậm chí là cao cấp sẽ có uy thế như thế nào. Ánh mắt của mọi người sáng quắc chăm chú quan sát hai thân ảnh trên sân, sau khi va chạm hai người đồng thời bay ngược về phía sau. Lần giao phong này rõ ràng là ngang sức ngang tài. Chỉ là vừa bay ngược về phía sau không bao xa, ly thủy đột nhiên biến sắc, vội vàng quét tay về một phía. Một tiếng trầm đục, trống rỗng vang lên, nếu thường ngày mà nó, đạo công kích này hắn tuyệt đối không để vào mắt. Chỉ là vừa mới đối bính một trưởng cùng nghệ phong, lực lượng giờ phút này lâm vào trạng thái suy yếu nhất. Một đạo công kích này không ngờ khiến khóe miệng hắn chảy ra một tia huyết dịch. Quên nói cho người biết, ta còn là một nhiếp hồn sư nghệ phong nhìn về phía ly thủy đang lảo đảo khẽ cười nói ly thủy cười khổ lắc đầu từ lực đạo của một đạo nhiếp hồn thuật vừa nãy xem ra trình độ nhiếp hồn sư của nghệ phong cũng đã đạt tới thất tinh đỉnh phong trận này ta thua rồi ly thủy nói nhiếp hồn sư thất tinh đỉnh phong cũng không phải là quá khủng bố chỉ là nó đồng thời xuất hiện trên người một võ giả có thể sánh với quân cấp nhị giai mà nói quả thực có thể gia tăng thực lực đối phương một mức lớn mặc dù vừa rồi ly thủy chỉ ăn một chút thiệt thòi nhưng hắn hiểu rõ nếu còn tiếp tục đánh hắn tuyệt đối không thắng được dứt khoát nhận thua dù sao nếu vì trận chiến này mà bị thương thời gian tiến vào ám vực phải lui lại phía sau vài ngày đa tạ nghệ phong chắp tay từ lúc đối phương không chiếm được ưu thế trên phương diện năng lượng không gian nghệ phong biết rõ hắn đã nắm chắc chiến thắng trong tay bởi vì từ đầu đến cuối hắn chưa từng vận dụng đến vệ châu lúc này ly thủy nhận thua hắn cũng tiếp nhận lấy tinh huy của ngươi ra ly thủy nói nghệ phong gật đầu ném tinh huy đại trưởng lão đưa cho Ly Thủy. Ly Thủy lấy ra tinh huy của hắn, nhỏ xuống một giọt huyết dịch. Ngay lập tức, tinh huy của bắn ra ba đạo quang mang, tiến vào bên trong tinh huy của Nghệ Phong. Sau khi tinh huy của Nghệ Phong lấp lánh ba lần, Ly Thủy liền ném nó trở lại cho Nghệ Phong. Ngươi là người thứ hai trong một trăm năm nay tấn cấp nhanh như vậy. Nghệ Phong cười cười, tiếp nhận tinh huy, vứt vào trong giới chỉ. Lý Liên thấy một màn này, thần sắc đã sớm hưng phấn đến hồng nhuận. Hắn thực không ngờ, Nghệ Phong thật sự chiến thắng, một lần hành động đã đẩy cung điện tăng lên 3 sao. Mọi người đồng giảng cũng chăm chú nhìn Nghệ Phong, một vài người đã bắt đầu cân nhắc có nên gia nhập Nghệ Cung hay không. Dù sao, thoạt nhìn chủ nhân Nghệ Cung 10 phần cường thế, hơn nữa tiềm lực cực lớn. Nghệ Phong không biết đám người này đang nghĩ cái gì, việc hắn muốn để thăng tinh cấp của cung điện, chủ yếu là muốn nghiệm chứng thực lực bản thân một chút. Mục đích đã đạt được, Nghệ Phong cũng không có ý định lưu lại đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi ly thủy chợt nói chờ một chút nghệ phong nghi hoặc nhìn ly thủy không rõ hắn còn chuyện gì ha ha không biết nghệ cung chủ có hứng thú tiến vào ám vực hay không nếu có chúng ta có thể đồng hành ly thủy nhìn nghệ phong hòa khí nói lúc này tinh cấp của hắn cùng nghệ phong tương đương hắn cũng không thể ra lệnh cho nghệ phong chỉ có thể dùng ngữ khí thương lượng nghệ phong đang định cự tuyệt đã thấy ly thủy nói tiếp nghệ cung chủ chớ nên vội vàng cự tuyệt bên trong ám vực có không, ít thứ tốt đối với quân cấp chúng ta, nếu may mắn mà nói, đối với con đường tu luyện sau này sẽ thu được lợi ích thực lớn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1364, ám vực, tọa lạc tại phía đông Thánh Thành, là một không gian cực kỳ khổng lồ, ngay sát biên giới Thánh Thành. Tuy rằng Thánh Thành chỉ có thể so sánh với một quốc gia, nhưng toàn bộ không gian lại to lớn đến thần kỳ. Bên trong không gian này cũng tràn ngập hung hiểm, ma thú cùng mị nhiều vô số kế. Mà ám vực là một địa phương đặc thù bên trong thánh thành. Võ giả không đạt tới tôn cấp, tuyệt đối không dám tiến vào bên trong. Ám vực kéo dài tới vài vạn dặm, toàn bộ ám vực là do vô số đại năng thánh cấp viễn cổ giả sáng tạo ra. Bên trong ám vực tồn tại đủ loại hung thú, hơn nữa ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào, toàn bộ không gian tràn ngập âm hàn cùng lệ khí. Bởi vì truyền thừa từ thời viễn cổ, bên trong ám vực, không thiếu hung thú viễn cổ đẳng cấp ngang hàng với ma thú, thậm chí hung thú viễn cổ còn mạnh hơn vài phần so với ma thú. Theo lời giải thích của Lý Liên, bên trong ám vực có không ít hung thú viễn cổ có thể hóa hình. Loại hung thú này đã có thể nghịch thiên, hung thú đạt tới trình độ này, trừ phi là thánh lão, hoặc là cung chủ bát tinh cửu tinh ra tay, bằng không tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Nghệ phong không rõ hung thú hóa thành hình người cưỡng hãn đến mức nào. Nhưng chỉ cần việc chúng có thể hóa thành hình người đã có thể chứng minh chúng cường hãn đến cỡ nào. Toàn bộ thánh thành không biết trải qua bao nhiêu năm truyền thừa. Bên trong thánh thành, khắp nơi đều có thể cất giấu bảo tàng. Năm đó đại năng viễn cổ có lẽ không coi trọng một vài thứ, tùy ý vứt ở khắp nơi. Mà tới bây giờ, những vật kia xác thực có sức hấp dẫn cực lớn. Ví dụ như, bên trong thánh thành có không ít dược liệu chân quý đã tuyệt tích, mang ra bên ngoài tuyệt đối có thể bán với giá trên trời. Mà dựa theo lời của Lý Liên, một vài đan dược tại thời viễn cổ tùy ý có thể thấy được bên trong thánh thành những lời này của Lý Liên khiến Nghệ Phong líu lưỡi, đồng thời minh bạch vì sao Thánh Thành có nhiều cường giả như thế. Đan dược không thiếu, công pháp không thiếu cho dù là người bình thường cũng có thể tu luyện đến vương cấp. Đối với Thánh Thành, Nghệ Phong hoàn toàn mù tịt, cho dù Lý Liên giải thích rất nhiều, nhưng những thứ hắn biết được cũng chỉ giống như là một sợi lông của chín con trâu, Nghệ Phong cũng biết bên trong Thánh Thành có một vài địa phương có thể dò xét, nói không chừng tại những địa phương này có thể tìm thấy bảo tàng mà khiến người ta cả đời được lợi. Mà ám vực chính là địa phương ẩn chứa nhiều bảo tàng nhất. Nghệ Phong không biết trong đó có những thứ gì, nhưng ngay cả Ly Thủy cũng phải mời võ giả đồng hành, không dám một mình tiến vào đã có thể thấy được bên trong hung hiểm đến cỡ nào. Bát quá, Nghệ Phong suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đáp ứng, cũng không phải bởi vì theo như lời Ly Thủy bên trong có thể tìm được bảo vật hữu ích với quân cấp, mà bởi vì hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về thánh thành muốn nhìn một chút cái không gian do vô số đại năng giả của viễn cổ thánh tông sáng tạo ra này đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào nghệ phong quay trở lại nghệ cung ngây người ba ngày tin tức hắn một lần hành động đem tinh cấp cung điện tăng lên đến tam tinh đã truyền khắp khu vực này bởi vì như thế không ngừng có người thỉnh cầu gia nhập vào trong cung điện đối với tình huống này lý liên cực kỳ cao hứng bắt tay vào thu nhận người chỉ có điều thời điểm hỏi thăm ý kiến nghệ phong về việc tuyển nhận người điều kiện nghệ phong định ra cực cao cao đến mức ngay cả lý liên cũng cảm thấy có chút hà khắc bất quá một câu quý tại tinh không quý tại đa của nghệ phong khiến lý liên chỉ có thể dựa theo ý của hắn mà làm việc mà trong ba ngày này ngoại trừ việc làm quen với năng lượng không gian lĩnh ngộ không lâu ra đại đa số thời gian đều sử dụng vào việc luyện chế đan dược bên trong thánh thành cũng không thiếu hụt dược liệu với đẳng cấp tam tinh của hắn có quyền hạn tiếp xúc với rất nhiều loại đan dược cao dai những dược liệu này ngay cả đan dược thất dai cũng có thể luyện chế ra đương nhiên những dược liệu cao dai này cũng không phải cho không. Bất quá, chuyện này cũng không thể làm khó nghệ phong, nghệ phong chỉ cần luyện chế vài viên đan dược là đủ đổi được vài lần dược liệu. Với trình độ y sư của hắn, tốc độ luyện chế đan dược vô cùng nhanh. Không đến thời gian 3 ngày, đan dược luyện chế ra đã nhiều vô số kể. Trong đó không thiếu đan dược thất sai. Chuyện này khiến nghệ phong cảm thán nội tình thánh thành vô cùng thâm sau, đồng thời cũng không khỏi có chút cao hứng. Nếu những đan dược này lọt vào thế tục, Quả thực có thể khiến thiên hạ điên cuồng. Đương nhiên, trước kia, Nghệ Phong tuyệt đối không dám tưởng tượng có thể tìm được nhiều dược liệu luyện chế đến như vậy. Hiện tại, Nghệ Phong đã hiểu rõ, vì cái gì lúc trước Tam trưởng lão dạy hắn y sư, vứt cho hắn đủ loại dược liệu mà không đau lòng chút nào, thì ra là phía sau có được một nguồn dược liệu lớn đến như vậy. Nghệ Phong chỉ lưu lại một bộ phận đan dược luyện chế ra, còn đâu ném hết cho Lý Liên, bảo hắn phân phối cho những người còn lại trong cung điện. Lý Liên nhìn qua đống đan dược, hai mặt trợn trừng hắn chưa từng nhìn thấy qua nhiều đan dược như vậy, hơn nữa không có một viên nào thấp hơn ngũ dai. Thiếu gia, da, ngài, ngài, là y sư bát dai, Lý Liên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nghệ phong khẽ gật đầu, về sau, không cần dùng đan dược dưới bát cấp, dùng phần đan dược này đổi lấy tài nguyên trong thánh thành, ta sẽ giúp mọi người luyện chế. Bất quá, ngoại trừ đan dược trợ giúp ổn định cảnh giới, tinh thuần đấu khí. Còn lại đan dược để thăng thực lực, mọi người nên sử dụng ít thôi. Đặc biệt là thuốc, Lý Liên, căn cơ của thúc coi như là vững chắc, chỉ cần thúc lĩnh ngộ năng lượng không gian, cũng không phải là không có cơ hội tiến vào quân cấp. Lý Liên có chút hưng phấn gật đầu, đáy lòng cũng minh bạch, vì sao Nghệ Phong lại yêu cầu căn cơ khi lựa chọn đệ tử cho cung điện. Thì ra Nghệ Phong không quan tâm tới đẳng cấp của bọn họ, mà là quan tâm tới tương lai cậu bọn họ. Đống đan dược này, tuyệt đại đa số đều sử dụng để ổn định căn cơ, chỉ một bộ phận nhỏ là đan dược để thăng thực lực, khôi phục đấu khí. Thiếu ra, Ta sẽ thay ngài phân phó xuống dưới. Nghệ phong gật đầu, tuy rằng bên trong thánh thành có rất nhiều võ giả, nhưng phần lớn đều dựa vào đan dược để thăng thực lực. Căn cơ cực kỳ nông cạn, bên trong thánh thành võ giả đạt tới tôn cấp không ít, nhưng muốn đạt tới quân cấp, ta thấy được không có mấy người. Ta không hy vọng cung điện chúng ta cũng như vậy, tuy rằng ta luyện chế ra một ít đan dược để thăng thực lực, nhưng những đan dược này phải được khống chế nghiêm cẩn. Về phần đan dược ổn định cảnh giới, tinh thuần đấu khí thì không cần phải khách khí thứ cung điện của ta không thiếu nhất chính là đan dược lý liên gật gật đầu một vị y sư bát giai xác thực là không thiếu đan dược trong lòng lý liên vô cùng hưng phấn nếu những người khác trong cung điện biết được nghệ phong là y sư bát giai chắc chắn sẽ càng thêm hưng phấn nếu tin tức nghệ phong là y sư bát giai truyền ra bên ngoài chỉ sợ cửa điện sẽ bị người ta đạp đổ chuyện ta bảo thúc chuẩn bị đến đâu rồi nghệ phong hỏi lý liên lý liên vội vàng hồi đáp đã chuẩn bị xong thiếu ra ngài thực sự chỉ cần mang theo năm người tiến vào ám vực sao? Nghệ Phong gật gật đầu nói, ta chỉ đi xem, năm võ giả tôn cấp đã đủ rồi. Mang thêm nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, nghe được lời này, Lý Liên cũng không nói gì thêm, mang theo đống đan dược, không người hành lễ với Nghệ Phong nói. Ta đi an bài chuyện này, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1365, có Lý Liên dẫn đường, nghệ phong tiến đến địa điểm ước hẹn cùng ly thủy thời điểm nghệ phong đuổi tới ly thủy còn mang theo hai vị võ giả quân cấp nghệ phong dò xét thoáng qua một chút phát hiện ra hai người này cũng mới tiến vào cấp độ quân cấp xem ra là nhận mệnh lệnh của ly thủy mà đến nghệ cung chủ rốt cục ngươi cũng đã tới ly thủy nhìn nghệ phong cười to tiến lên phía trước nghênh đón đối với nghệ phong ly thủy cực kỳ nhiệt tình dù sao đặt quan hệ tốt với một vị võ giả có tiềm lực là chuyện không ai từ chối Nghệ Phong khẽ cười, nhìn Ly Thủy nói, vừa rồi trên đường bị một vị Mỹ nữ ôm hôn một hồi. Cho nên đến hơi muộn, Ly Cung Chủ, hai vị Cung Chủ đây là. Ly Thủy cười ha hả, chỉ vào vị võ giả quân cấp bên trái nói. Vị này tên là Đào Sa, còn vị này tên là Phương Thiên. Ha ha, thì ra là Đào Cung Chủ cùng Phương Cung Chủ. Nghệ Phong khẽ cười cười, gật đầu coi như hành lễ. Đào Sa cùng Phương Thiên vội vàng đáp lễ, đồng thời đánh giá Nghệ Phong một phen. Việc Nghệ Phong đánh bại Ly Thủy bước vào hàng ngũ tam tinh, bọn họ đã có nghe qua. Hai người vừa hâm mộ vừa khiếp sợ thực lực của Nghệ Phong. Cho dù bên trong Thánh Thành cũng chưa từng có vị võ giả nào vừa tiến vào quân cấp, đã lập tức có thể chiến thắng một vị võ giả quân cấp nhị giai. Cho nên, tuy rằng đẳng cấp của hai người tương đương với Nghệ Phong, nhưng đối với Nghệ Phong biểu hiện đủ khiêm tốn. Bên trong Thánh Thành, thực lực phi tôn, coi như là đã đạt tới quân cấp cũng không có gì khác biệt ly thủy quét mắt nhìn năm võ giả tôn cấp phía sau lưng nghệ phong sau đó nói người đã đến đông đủ chúng ta bắt đầu tiến vào ám vực nghệ phong gật đầu nhìn ly thủy nói mời ly cung chủ dẫn đường ly thủy đi ở phía trước đồng thời nhắc nhở nhóm người ở phía sau nếu mọi người gặp phải hung thú viễn cổ tuyệt đối không được giao thủ cùng đối phương so với trong lời đồn đại hung thú viễn cổ còn khủng bố hơn rất nhiều ly cung chủ ngài đã từng gặp hung thú viễn cổ hay sao đào sa hỏi đã từng, lúc ta vừa tiến vào quân cấp, đi theo một vị cung chủ tứ tinh đã từng đụng phải bọn chúng một lần. Lần đó, ta may mắn đào thoát, bất quá mọi người cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng hung thú viễn cổ cường đại, nhưng những hung thú như vậy cũng rất thưa thớt, cho dù sâu bên trong ám vực rất khó nhìn thấy. Ly Thủy nói, Nghệ Phong ngược lại âm thầm lưu ý chuyện này, dù sao cũng không thể đặt cược tính mạng vào vận khí, nếu bất hạnh đụng phải một đầu thì biết làm thế nào. Đi, với đội ngũ như của chúng ta, cho dù đụng phải hung thú viễn cổ cũng có thể lột ra chúng. Nghệ Phong cười cười, bốn quân cấp, lực lượng này đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Ha ha, nghệ cung chủ nói rất đúng, trừ phi gặp phải hung thú viễn cổ cực kỳ cường hãn, còn hung thú viễn cổ bình thường, chúng ta hoàn toàn có thể thu thập. Ly Thủy cũng cười to, cùng nghệ phong sánh vai tiến vào ám vực. Rất nhanh nhóm người nghệ phong đã tiến vào ám vực, vừa bước vào ám vực, một luồng cảm giác âm trầm rét lạnh lập tức phả vào mặt. Bốn người nghệ phong, Ly Thủy không bị ảnh hưởng gì, nhưng nhóm võ giả bọn họ dẫn theo, người thực lực thấp một chút, không kìm được dùng mình một cái. Nhìn thoáng qua mấy người Lý Liên, chứng kiến bọn họ, cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc này Nghệ Phong mới thở vào một hơi, lấy ra một ít đan dược từ trong giới chỉ, vứt cho người của mấy thế lực kia. Nuốt đan dược này vào có thể khiến các ngươi ngăn chặn những âm sát khí này. Nhóm võ giả đi theo mấy người ly thủy thấy bọn họ gật đầu, lúc này mới tiếp nhận vừa mới nuốt xuống lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ly Thủy thấy thế đối với nghệ phong có chút bội phục. Vẫn là nghệ cung chủ chu đáo, nghệ phong lắc lắc đầu nói, thực lực bọn họ quá yếu, dược hiệu đan dược có hạn, bây giờ còn có thể ngăn chặn được, nếu tiếp tục tiến sâu vào bên trong, quả thực có chút khó khăn. Ly Thủy nghe được lời này của nghệ phong, khẽ gật đầu. Quay đầu nói với nhóm võ giả ở sau lưng, võ giả thực lực chưa đạt tới tôn cấp ngũ giai lập tức trở lại cung điện. Nhận được mệnh lệnh này, những võ giả kia tựa như được đại xá, lập tức khom người thi lễ với mấy người ly thủy, sau đó nhanh như thiểm điện lui về phía sau. Đoàn người vốn khá đông đúc, quy mô lúc này chỉ còn lại một nửa, bất quá vẫn hơn 40 người. Lý Liên, các người khống chế một bộ phận âm sát khí rèn luyện đấu khí có thể ổn định căn cơ của các ngươi. Bất quá không được tham lam, số lượng khống chế chỉ có thể trong phạm vi sức chịu đựng của các ngươi. Nếu không âm sát khí sẽ lưu lại ám tật trong cơ thể. Nghệ Phong truyền âm nói với đám người Lý Liên mấy người lý liên gật đầu năm người bắt đầu hấp thụ một phần âm sát khí vào cơ thể sau đó rèn luyện đấu khí nghệ phong thấy mấy người lý liên hấp thụ âm sát khí đều trong phạm vi có thể khống chế không khỏi nhẹ gật đầu lý liên làm quản gia cho hắn quả thực là có chút có tài mà không phát huy được bất kể là tuyển bạt người hay là nhiệm vụ hắn giao xuống lý liên đều có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ ly thủy thấy mấy người lý liên rõ ràng dùng âm sát khí rèn luyện đấu khí không khỏi liếc mắt nhìn nghệ phong chứng kiến biểu lộ không hề để ý của nghệ phong hắn không khỏi lắc đầu nghệ phong thực đúng là lớn mật âm sát khí cũng không phải là chuyện đua nếu khống chế sai lầm lưu lại trong ám tật như vậy muốn tiêu diệt ám tật này quả thực vô cùng khó khăn đương nhiên ly thủy cũng không biết nghệ phong là y sư bát giai nếu hắn biết được sẽ minh bạch vì sao nghệ phong không hề để ý đến chuyện này chút nào đoàn người đã tiến vào ám vực được một ngày cũng đụng phải không ít ma thú bất quá những ma thú này chỉ cần nhóm võ giả đi theo đã đủ để thu thập, bốn người nghệ phong cũng không cần ra tay. Một vài dược liệu thu thập được khiến nghệ phong cảm thấy có chút hứng thú, dược vật thu được cũng không thiếu, phần lớn đều mang thuộc tính âm hàn. Ly cung chủ, người muốn tìm cái gì? Nghệ phong còn chưa biết mục đích chuyến đi này của Ly Thủy. Ly Thủy nói, một viên ma tinh bát dai, vài viên ma tinh thất dai đỉnh phong. Đương nhiên nếu có thể, thì thu thêm một vài mị hồn thể cao dai, thì không thể tốt hơn rồi. Người muốn những thứ này làm gì? Có lẽ nghề cung chủ mới tiến vào quân cấp nên không biết, những vật này có thể ngưng tụ ra một đại trận pháp, đem mật độ năng lượng trong cung điện tăng lên vài lần. Có trận pháp này, tốc độ tu luyện so với bên ngoài tăng vài lần. Những võ giả phổ thông trong cung điện sẽ thu được lợi ích rất lớn." Ly Thủy nói, "Đương nhiên, đẳng cấp ma tinh càng cao, uy lực trận pháp càng lớn." Ly Thủy giải thích nói. Nghệ Phong gật gật đầu, khó trách Ly Thủy một mực tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó đương nhiên đây chỉ là một trong số nhiều nguyên nhân có một vài nguyên nhân không tiện để cho người ngoài biết ly thủy cười nói nghệ phong nhún nhún vai tỏ vẻ không sao hắn tới ám vực bất quá chỉ là muốn kiến thức một chút nếu có thể tìm được thứ gì thì tốt nếu không tìm được thứ gì thì coi như là vận khí đen đủi bất quá quả thực trận pháp kia khiến nghệ phong có chút hứng thú tuy rằng hắn không cần nhưng đối với đệ tử cung điện là một việc vô cùng tốt nếu những người này đã lựa chọn đi theo hắn Nghệ Phong đương nhiên phải lo cho bọn họ chu toàn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1366, phía trước có một đầu ma thú thất giai đỉnh phong, Ly Thủy tiến lên phía trước, phát hiện ra một đầu kim lang, có chút hưng phấn nói. Nhóm võ giả đi theo vừa định sông lên, đã bị mấy người Ly Thủy ngăn cản. Các ngươi không phải là đối thủ của kim lang, tốc độ nó quá nhanh. Các ngươi không cản được nó, nghệ cung chủ tốt hơn hết vẫn nên do các hạ ra tay ly thủy cười nói ta đến lời vừa dứt thân ảnh nghệ phong đã biến mất ngay khi tàn ảnh bị gió thổi tán nghệ phong cũng đã xuất hiện bên người kim lang đào xa cùng phương thiên thấy một màn này trong lòng vô cùng chấn động tốc độ của nghệ phong quá nhanh kim lang thấy bên cạnh mình chợt xuất hiện một đạo thân ảnh trong mắt tràn ra hung quang dữ tợn hướng nghệ phong đánh tới nhìn qua đầu kim lang đang nhào về phía trước nghệ phong mỉm cười chợt nắm chặt tay lại năng lượng khủng bố từ bốn phía tụ tập lại, hung hăng áp chế Kim Lang. Kim Lang bị trói chặt ở giữa hư không, không ngừng gào thét, nhưng cho dù nó dẫy dụa thế nào đi chăng nữa cũng không thoát nổi xiềng xích bằng năng lượng này. Điều này khiến nó cảm thấy vô cùng hoảng sợ, càng thêm điên cuồng dẫy dụa. Nghệ Phong tiện tay đánh ra một đạo nhiếp hồn thuật, một khỏa ma tinh phá tan đầu lâu của Kim Lang bay thẳng ra ngoài. Đầu Kim Lang kia lập tức mềm nhún, rơi thẳng xuống mặt đất. Đào xa cùng Phương Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, một đầu ma thú kim lang thất giai đỉnh phong trong tay nghệ phong lại không khác gì một con kiến tùy ý vân vê tuy bọn họ cũng có thể chém giết đầu kim lang này một cách đơn giản nhưng tuyệt đối không thể hời hợt giống như là nghệ phong thảo nào hắn có thể đánh bại ly thủy thực lực như vậy chỉ sợ là ngay cả quân cấp tam giai cũng có thể liều mạng đào xa cảm thán cho ngươi nghệ phong vứt khỏa ma tinh này cho ly thủy ly thủy tiếp nhận viên ma tinh cười ha hả nói quả nhiên thực lực nghệ cung chủ cường hãn cho dù là ta xuất thủ cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như thế nghệ phong cười cười cũng không nói gì thêm ngược lại một loại dược liệu bên cạnh thi thể kim lang lại khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú những võ giả còn lại nhìn xác kim lang trên mặt đất ánh mắt tràn đầy hâm mộ với thực lực của bọn họ cho dù liên hợp lại muốn giết đầu kim lang này cũng phải trả một cái giá lớn nhưng mà người thanh niên trước mặt lại có thể làm một cách nhẹ nhàng đến như vậy ly thủy nhìn những võ giả này nói các ngươi không cần đi theo chúng ta nơi này đã là sâu phía trong ám vực các ngươi không đối phó được với ma thú ở nơi này vâng cung chủ đám võ giả hồi đáp nghệ phong cũng quay đầu lại nói với đám người lý liên các ngươi cũng theo bọn họ đi săn giết một ít ma thú phổ thông nếu gặp phải dược liệu đều thu thập lấy vâng lý liên khom người nhận mệnh đi ly thủy nhìn về phía hai người đào xa nói mang theo những võ giả kia vào trong ám vực chủ yếu là để cho bọn họ vơ vét qua tài nguyên của ám vực dù sao thân là quân cấp có một vài việc bọn họ không muốn tự mình ra tay. Mà đối với những võ giả này mà nói, lần hành động này cũng có thể khiến bọn họ thu được vật phẩm cần thiết. Các vị, đây đã là khu vực trung tâm ám vực. Hung thú không ít, phần lớn đều đã đạt tới thất sai cao cấp, đồng thời cũng đã xuất hiện bát sai. Tính tình đám ma thu này cực kỳ hung bạo, nếu tiến vào địa vực của bọn chúng, rất có thể sẽ lọt vào công kích. Một hai con thì không sợ, nhưng không may đụng phải ma thú quần cư thì quả là có chút phiền phức. Đặc biệt, sau khi đạt tới thất giai trí lực của ma thú đã tương đối mạnh thậm chí một vài trường hợp còn có thể tạo thành trận pháp ly thủy nhắc nhở trận pháp nghệ phong ngược lại có chút tò mò ừ là trận pháp nhân loại có lẽ là do viễn cổ đai năng giả cưỡng ép đẩy vào bên trong cơ thể ma thú sau đó truyền thừa xuống ly thủy nói có chút y tứ nghệ phong khẽ cười đây là lần đầu tiên hắn nghe được ma thú cũng hiểu trận pháp của nhân loại bốn người nhanh chóng tiến sâu vào bên trong không khác gì lời ly thủy đã nói, ma thú trong này vô cùng cường hãn, thực lực đều đã đạt tới thất giai cao giai. Bất quá vẫn không thể ngăn cản được bốn người, lần lượt từng đầu ma thú vẫn lạc dưới tay bọn họ. Ba ngày trôi qua, bốn người nghệ phong, ly thủy đã gặp phải rất nhiều ma thú. Chuyện này khiến nghệ phong líu lưỡi, thầm nghĩ, quả thực mật độ năng lượng đậm đặc bên trong thánh thành vô cùng thích hợp để nuôi dưỡng ma thú. Nếu là ngoại giới, có lẽ đây là số lượng ma thú của cả một sơn mạch, nhưng mà tại đây bất quá chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi thánh thành thực đúng là kỳ lạ nghệ phong cảm thán không cách nào tưởng tượng nổi thánh thành đến tột cùng cường hãn đến cấp độ khủng bố nào ngay cả vô số ma thú cường hãn đến như vậy cũng có thể nuôi dưỡng ra như vậy thánh thành sẽ còn nghịch thiên đến cỡ nào nghệ phong vốn cho rằng sau khi đạt tới quân cấp sẽ hiểu rõ được rất nhiều vấn đề nhưng hiện tại lại phát hiện ra càng nhiều bí ẩn chưa từng biết tới chuyện này khiến nghệ phong không thể không lắc đầu thầm nghĩ chỉ sợ là có rất nhiều việc ngay cả lão đầu tử cũng chưa chắc biết được. Thuận theo việc không ngừng xâm nhập sâu vào bên trong, âm sát khí nơi này đã ảnh hưởng đến mấy người đào xa, bọn họ không thể không phân ra một bộ phận tâm thần ngăn cản những âm sát khí này. Mà khiến bọn họ kinh ngạc chính là, nghệ phong đối với âm sát khí hoàn toàn không thèm quan tâm, tùy ý để chúng xâm nhập vào trong cơ thể. Chuyện này khiến hai người trợn mắt há hốc mồm, chỉ có ly thủy là không bất ngờ. Ngay cả thứ như tử khí nghìn năm, nghệ phong cũng có thể hấp thu, huống chi chỉ là âm sát khí có lẽ thứ này vừa tiến vào trong cơ thể của hắn đã bị tử khí đồng hóa ngay lập tức đương nhiên đối với nghệ phong trên đường hắn chỉ quan tâm đến dược liệu đối với ma tinh không hề hứng thú chuyện này khiến phương thiên cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ ngoại trừ ma thú thất giai đỉnh phong ra những ma thú còn lại nếu không chủ động trêu chọc hắn hắn tuyệt đối không ra tay đối phó tuy rằng nói nghệ phong là quân cấp nhưng mà ma tinh thất giai cũng là một lượng tài phú không nhỏ rất nhiều đệ tử trong cung điện đều cần, đến nó, cho dù nộp lên thánh thành cũng có thể đổi được rất nhiều điểm cống hiến. Nghệ cung chủ, người thu nhiều dược liệu như vậy làm gì? Không nói đến chuyện dược liệu không thể để lâu, rất nhiều dược liệu trong đó, giá trị còn không bằng ma tinh. Người tốn nhiều thời gian như vậy thu thập dược liệu, có đáng không? Nghệ phong khẽ cười nói, đối với ta mà nói rất đáng giá, so với ma tinh còn đáng giá hơn. Ngược lại, đối với việc chém giết ma thú ly thủy cảm thấy cực kỳ có hứng thú trên đường đi đa phần ma thú gặp phải đều chết trong tay hắn bốn người một đường đi tới cho dù nghệ phong đối với việc chém giết ma thú cảm thấy không có hứng thú cũng đã thu được một đống lớn ma tinh trong số đó có không ít ma tinh thất giai đỉnh phong dùng để chế tạo trận pháp hội tụ đã hoàn toàn đủ sau khi bốn người đã có đủ ma tinh mà bản thân cần ly thủy thở phào một hơi nói hiện tại cần thu thập chính là ma tinh bát giai rồi lời này khiến ba người còn lại cũng nghiêm nghị hẳn lên ma thú bát giai tuyệt đối cường hãn. Một đầu ma thú vừa tiến vào bát dai, so với nhân loại quân cấp nhất dai manh hơn rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1367, đi, chỉ cần không gặp phải ma thú bát dai quá mạnh mẽ. Bốn người chúng ta liên thủ, thu thập nó cũng không khó. Nghệ Phong nói, trên đường đi, bọn họ tận lực tránh chạm mặt cùng ma thú bát dai. Hiện tại, mà tinh thất giai để chế tạo trận pháp đã đủ, cũng là thời điểm tìm kiếm ma tinh bát sai, Nghệ cung chủ nói không sai, chỉ cần tìm kiếm ma thú bát giai không quá mạnh mẽ, chúng ta hợp sức đối phó cũng không phải là việc quá khó. Ly Thủy cười nói, hắn cũng rất tin tưởng vào thực lực của đội ngũ này. Điểm chúng ta cần lưu ý nhất chính là phải phòng ngừa ma thú bát giai chạy trốn. Nếu nó muốn chạy trốn, bốn người chúng ta rất khó có thể ngăn cản nó. Việc ngăn cản để ta lo liệu. Với tốc độ của ta, cho dù là ma thú bát dai, muốn chạy trốn cũng là chuyện rất khó. Nghệ Phong nói, lời này của Nghệ Phong khiến ánh mắt của ba người còn lại sáng ngời. Nếu quả thực như lời Nghệ Phong nói, ngược lại giảm đi được không ít phiền toái. Bất quá trí tuệ của ma thú bát dai đã không thấp hơn nhân loại. Nếu bốn chúng ta đồng thời xuất hiện, chỉ sợ nó tuyệt đối sẽ không trêu chọc chúng ta. Việc này khá phiền phức, nếu nó ẩn nấp, chúng ta muốn tìm được nó tuyệt đối là chuyện vô cùng khó khăn. Rất đơn giản, bốn người chúng ta tách ra, mỗi người đi về một phía, cách nhau không quá xa. Nếu phát hiện ra ma thú bát dai thì giống lớn làm tín hiệu để cho những người còn lại bằng tốc độ nhanh nhất đuổi qua. Ly Thủy nói, cứ làm như vậy đi. Nghệ Phong tiếp lời, bất quá, thời điểm mọi người phát hiện ra ma thú bát dai, dùng việc kiềm chế làm chủ, trước khi tất cả mọi người chưa kịp thời chạy đến, ngàn vạn lần không được liều mạng cùng nó. Hiểu rồi, Phương Vân cùng Đào Sa hiểu rõ những lời này là nói với hai người bọn họ bởi vì thực lực bọn họ so với ma thú bát sai tranh lệch một khoảng khá lớn đã như vậy ta đi về phía đông ly cung chủ đi về phía tây phương cung chủ cùng đào cung chủ chia nhau đi về phía nam cùng phía bắc nghệ phong nói ly thủy gật đầu đồng ý bốn người lập tức chia nhau hành động nghệ phong thấy mọi người đã ly khai cũng không thu liếm khí thức của hắn tiến về phía đông khí thức của nghệ phong ngược lại hấp dẫn không ít ma thú nghệ phong tiện tay giải quyết đám ma thú này nhưng vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu của ma thú bát sai nhưng hắn cũng không nóng vội đối với ma thú bát sai nghệ phong hiểu vô cùng rõ ma thú đạt tới cấp độ này đã là một phương bá chủ trong ám vực đâu có thể đơn giản nói gặp là sẽ gặp được bất quá khiến nghệ phong vô cùng mừng rỡ chính là trên đường đi hắn lại đụng phải một đầu mỹ thất sai cao cấp với thực lực bây giờ của hắn rất đơn giản đã có thể khống chế được nó bất quá cho dù đã khống chế được ba đầu mỹ thất sai cao cấp nghệ phong vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối nếu có thể khống chế một đầu mị bát dai thi triển ra phách tuyệt mị trận, tuyệt đối sẽ là chuyện vô cùng sảng khoái. Có mị bát dai làm trận tâm, chiến lực của nghệ phong tuyệt đối có thể đề thăng gấp đôi. Không chỉ nhiều hơn khôi lôi, nam tử vương tọa, quả thực, nghệ phong chính là một tòa thành di động. Cho dù một mình hắn, đối mặt với một ma thú bát dai cũng tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết. Thậm chí không cần hắn ra tay, chỉ cần khôi lối cùng phách tuyệt mị trận là đã đủ rồi. Bất quá đây cũng chỉ là mơ mộng mà thôi, mị bát dai so với ma thú bát dai còn khó tìm hơn. Nghệ Phong chợt nghĩ có lẽ hắn phải tiến vào huyết sắc thiên đường một lần, trong đó khẳng định có mị bát dai tồn tại. Với thực lực của hắn, sông pha huyết sắc thiên đường cũng không phải là chuyện không thể. Nghĩ vậy, Nghệ Phong nở một nụ cười vui vẻ. Sau khi trở về tội ác chi thành, nhất định phải đi huyết sắc thiên đường một chuyến. Thời gian dần trôi qua, Nghệ Phong vẫn không phát hiện ra dấu vết của ma thú bát dai. Ngược lại ma tinh cùng dược liệu trong giới chỉ nhiều hơn rất nhiều đồng thời hắn cũng không nghe thấy thanh âm báo hiệu của nhóm người phương thiên chắc hẳn bọn họ không phát hiện ra dấu vết của ma thú bát dai dưới tình huống như vậy nghệ phong chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong chuyện này khiến nghệ phong cảm thấy có chút đau đầu nếu tiến sâu thêm nữa chỉ sợ khoảng cách giữa bốn người đã tương đối lớn nếu có người phát hiện ra dấu vết muốn chạy tới cũng phải mất một khoảng thời gian nếu ly thủy thì không sao nhưng nếu là hai người phương thiên nhất định sẽ xảy ra phiền phức được rồi, dù sao hai người cũng là quân cấp, đánh không lại, trung quy chạy vẫn không thành vấn đề. Nghệ Phong lắc đầu, bài trừ tạp niệm trong đầu. Đúng lúc Nghệ Phong chuẩn bị tiến sâu vào, rốt cục cũng vang lên một tiếng gầm. Tiếng gầm này tựa hồ là của Ly Thủy. Điều này khiến Nghệ Phong thở vào một hơi, thân ảnh chấp động nhanh chóng chạy về phía Ly Thủy. Nhưng đúng lúc Nghệ Phong chuẩn bị rời đi, một cỗ khí thế chợt tập trung lên trên người hắn. Cỗ khí này vô cùng khổng lồ, khiến Nghệ Phong phát lạnh trong lòng, nhìn không được mắng to. Đáng chết, sớm không hiện, muộn không hiện, hết lần này đến lần khác lại xuất hiện vào đúng thời điểm này. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phương hướng phát ra khí thế, phía đó xuất hiện một đầu ban lan hổ cực lớn. Trên người nó tràn ra khí tức nguy hiểm, đôi mắt to lớn lộ rõ vẻ hung tàn dữ tợn, nhìn về phía Nghệ Phong mang theo huyết tinh. Đáng chết, cỗ khí tức này khiến trái tim Nghệ Phong đập mạnh, loại cảm giác này khiến hắn chấn động tinh thần. Cùng lúc đó, bên phía ly thủy không ngừng vang lên tiếng gầm, tình cảnh này khiến Nghệ Phong khẽ nhíu mày bị đầu ban lan hổ này nhìn chằm chằm trong chốc lát nghệ phong khó có thể chạy trốn quan trọng nhất chính là tìm lâu như vậy lại phải buông tha cho nó nghệ phong cảm thấy có chút đáng tiếc nghệ phong suy nghĩ bên phía ly thủy đã có ba cường giả quân cấp nếu chỉ là một đầu ma thú phổ thông ngược lại cũng không khó để đối phó nghĩ vậy nghệ phong ổn định tinh thần thực lực phía này gồm hắn cộng thêm khôi lỗi cùng nam tử vương tọa đối phó với đầu ma thú này cũng không phải là vấn đề quá lớn nghệ phong cũng không gầm lên Gia hiệu, bọn họ đang phải đối phó với một đầu ma thú bát dai. Không có hắn trợ giúp, ba người nhất định sẽ gặp phải khó khăn. Nghệ Phong cũng không muốn khiến ba người bọn họ phân tâm. Nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong chăm chú về phía đầu ban lan hổ. Tựa hồ nó cũng biết Nghệ Phong khó đối phó, cho nên cũng không xuất thủ trước. Chỉ là hung tàn nhìn chằm chằm về phía Nghệ Phong, khí thế hoàn toàn tập trung lên trên người hắn. Úp áp áp ập tới, tựa hồ muốn nghiền Nghệ Phong thành thịt vụn hiển nhiên khí thế của đầu ma thú này so với ly thủy tuyệt đối mạnh hơn một bậc. Tuy rằng không khiến nghệ phong cảm thấy áp lực nhưng lại khiến cả hư không phát ra tiếng suy suy rung động. Nhất định bản thiếu sẽ lấy ma tinh của ngươi. Nghệ phong cười lạnh một tiếng, hắn chỉ thiếu ma tinh bát dai. Chỉ cần trận pháp kia tạo thành, cung điện của hắn sẽ tiến lên một đẳng cấp mới. Phía bên kia, ly thủy thấy nghệ phong không xuất hiện, cũng ngừng gầm thét. Điều này cũng làm Nghệ Phong cảm thấy an tâm, điều này chứng minh rằng ma thú bọn họ đối mặt cũng không quá nguy hiểm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1368, Nghệ Phong âm thầm để thăng đấu khí trong cơ thể, nhìn qua ma thú trước mặt cũng, không không lệnh cho nam tử vương tọa xông qua. Nghệ Phong ngược lại muốn nhìn, ma thú bát dai có mạnh như lời đồn hay không. Ngao, một tiếng gào kinh thiên động địa, lập tức, từ bên trong bóng tối vô số ma thú chạy thục mạc, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Đầu ma thú này chính là bá chủ của phiến khu vực xung quanh, không kẻ nào dám khiêu khích uy nghiêm của nó. Nghệ Phong lấy ra long kiếm, đấu khí bao trùm lấy cơ thể, cũng không nói nhảm, trực tiếp đâm về phía ban lan hổ một kiếm. Nhìn qua lợi kiếm công kích về phía nó, trong mắt ban lan hổ hiện lên một tia xem thường. Miệng hổ chợt mở lớn, ngửa mặt lên trời gầm lớn. Tiếng gầm này khiến cả không gian chấn động, một cỗ sóng âm cường đại cuốn về phía nghệ phong cỗ năng lượng sóng âm khổng lồ này đánh thẳng về phía long kiếm trên tay nghệ phong lần va chạm này khiến thân ảnh nghệ phong bị chấn bay ngược trở lại để lại trên mặt đất một dãy dấu chân cực sâu lực lượng cường đại khiến nghệ phong vô cùng cố kỵ cỗ lực lượng này đã không chút thấp hơn một khích của quân cấp nhị giai nghệ phong hít sâu một hơi vận dụng toàn bộ lực lượng ánh mắt nhìn về phía ban lan hổ sáng rực ngao ban lan hổ thấy tiếng gầm của mình đánh lui nghệ phong vài bước trong mắt tràn đầy thần sắc xem thường. Móng vuốt sắc bén hướng mặt đất hung hăng quét qua để lại một cái hố to hơn 10 thước. Sau đó, thân ảnh nó nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã nhảy vô tới trước mặt Nghệ Phong, móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang, mang theo một đạo năng lượng hơn 10 triệu đập thẳng về phía Nghệ Phong. Dưới cỗ năng lượng này, Nghệ Phong không khác gì một con kiến. Nghệ Phong ngước lên đỉnh đầu nhìn đạo năng lượng này, toàn bộ đấu khí cùng tử khí trong cơ thể hội tụ lên trên thân Long kiếm, hắn lập tức thi triển ra Phá Nhật kiếm một kiếm quét thẳng về phía lợi trảo của ban lan hổ. Suy, những nơi long kiếm quét qua, một vết sách không gian đen kịt xuất hiện, khe hở này cùng long kiếm tạo thành một tia chớp chém thẳng về phía lợi trảo. Phanh, năng lượng của long kiếm cùng ban lan hổ hội tụ va chạm với nhau, lợi trảo do ban lan hổ ngưng tụ ra lập tức bị lợi kiếm của nghệ phong bổ thành hai đoạn. Năng lượng cuộn trào tràn ra bốn phía, cuốn theo toàn. Bộ mọi vật, dưới sự tàn phá của lực lượng này, tòa bộ mọi thứ trong phạm vi vài trăm trượng đều bị quét sạch, chỉ để lại bề mặt trụi lùi ban lan hổ không thể tưởng tượng được nghệ phong có thể đơn giản tiếp được một chiêu này của nó nó một lần nữa gầm lên một tiếng toàn bộ năng lượng ở bốn phía tựa hồ bị nó dẫn dắt lăng không ngưng tụ trên hư không năng lượng cực lớn hóa thành một đầu mãnh hổ từ trên không trung lao thẳng xuống phía dưới xí diễm trảm trong mắt nghệ phong lóe lên hàn quang hắn không nương tay nữa toàn bộ năng lượng của tử khí cùng vệ châu hội tụ trên thân long kiếm sau khi nghệ phong đạt tới quân cấp lực khống chế đối với hỏa thuộc tính cũng đã đạt tới trình độ không tưởng. Dưới sự bạo phát của hỏa thuộc tính, toàn bộ hư không phát ra tiếng suy suy, nhiệt độ trong không khí tăng thêm vài lần. Giữa hư không chợt xuất hiện một thanh đạo lớn hơn 10 trượng bằng hỏa diễm, lập tức nghênh đón đầu mãnh hổ do năng lượng hóa thành. Pha, một tiếng va chạm, toàn bộ không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ, tiếng nổ cực lớn tựa như sấm rền khiến cả không gian rung chuyển. Đầu ban lan hổ tạo thành từ năng lượng dưới một đao này của nghệ phong lập tức yên diệt. Ban Lan Hổ nhìn qua một đao mang theo dư thế hướng về phía nó bổ xuống này, rốt cục trong mắt cũng hiện lên kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Thân ảnh lập tức lui lai, lưu lại trong hư không một đạo tàn ảnh. Trốn, Nghệ Phong cười lạnh, nó chạy thoát rồi hắn biết đi đâu tìm ma tinh bát sai. Sau lưng Nghệ Phong chợt xuất hiện một đôi cánh, hai cánh vỗ một cái, thân ảnh Nghệ Phong đã xuất hiện cách đó vài trăm thước. Long kiếm trong tay mang theo hỏa diễm nóng rực, đâm thẳng về phía Ban Lan Hổ, khiến nó hoảng sợ lui về phía sau nhiếp hồn thuật một đạo nhiếp hồn thuật từ trong cơ thể nghệ phong đánh ra ban lan hổ đang kinh hoàng ngăn cản một kiếm kia bị nhiếp hồn thuật của nghệ phong quấy nhiễu tốc độ của nó lập tức giảm đi vài lần nghệ phong lập tức nhân cơ hội này lòng kiếm trong tay lập tức đâm thẳng về phía ban lan hổ ban lan hổ chỉ có thể sử dụng móng vuốt ngăn cản vừa va chạm bộ móng sắc bén tựa như sắt thét của ban lan hổ lập tức bị nghệ phong mạnh mẽ gọt sạch ngao ban lan hổ đau đớn gầm lên một tiếng Bộ móng vuốt này đã làm bạn với hắn rất nhiều năm, cứng rắn tựa như kim loại, tuyệt đối không thua kém linh khí bao nhiêu. Không ngờ giờ phút này lại bị người ta tước đi. Ban Lan Hổ rất muốn đem nghệ phong băm thây vạn đoạt, nhưng nó phát giác ra thanh kiếm cháy rực kia một lần nữa đang chém về phía bản thân. Tận đáy lòng, nó rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của nghệ phong, cho nên lập tức điên cuồng đào tẩu. Nghệ phong nhùn qua đầu Ban Lan Hổ đã cách hắn rất xa, hai cánh sau lưng hắn cũng bắt đầu chuyển động. Xí diễm trảm, Nghệ Phong cũng không nói nhảm câu nào, vừa ra tay lập tức là đại chiêu, đâm thẳng về phía ban lan hổ. Chiêu thức bổ, chém phổ thông căn bản không thể làm gì được ban lan hổ. Chỉ có xí diễm chảm kết hợp với năng lượng của vệ châu mới có thể diệt sát được nó. Ngao, ban lan hổ một lần nữa miễn cưỡng tiếp một chiêu này của Nghệ Phong, một tiếng gầm đầy đau đớn lập tức vang vọng hư không. Ban lan hổ hung hăng rơi từ trên không xuống, nện trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu rộng chừng 10 mét. Sau khi nó rơi xuống đã trở nên hư nhược hơn rất nhiều, ánh mắt cũng toát lên thần sắc khẩn cầu. Nghệ Phong thu kiếm, thân ảnh từ trên hư không hạ xuống, nhìn lướt qua đầu ban Lan Hổ đã bị trọng thương, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Khí tức của đầu ban Lan Hổ này suy yếu với tốc độ vô cùng nhanh, chẳng mấy trống đã không đến tôn cấp. Nghệ Phong từng bước từng bước tiếp cận nó, thời điểm còn cách nó không đến 10 mét. Đầu ban Lan Hổ đã nhắm mắt này chợt mở trừng mắt, hướng Nghệ Phong vồ tới cái miệng khổng lồ cắn thẳng về phía nghệ phong, khí tức rõ ràng vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong. Nếu đổi lại là một người khác bị ban lan hổ công kích như thế, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Nhưng nghệ phong bất đồng, chỉ trong nháy mắt, đấu khí trong cơ thể đã hoàn toàn di chuyển, một kiếm đâm thẳng về cái miệng khổng lồ của ban lan hổ. Ngao, dưới một nhát đâm này, cái miệng khổng lồ của ban lan hổ bị lưới kiếm của nghệ phong xuyên thẳng qua, thậm chí còn tỏa ra mùi thịt nướng. Nhìn qua đầu ban lan hổ lần này thực sự biến thành hấp hối, khóe miệng nghệ phong cười lạnh không thôi, thầm nghĩ quả nhiên chỉ số thông minh của ma thú bát dai không kém gì nhân loại, cư nhiên biết giả mạo trọng thương, nếu như không phải tốc độ điều động đấu khí của hắn cực nhanh, chỉ sợ lần này sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Nghệ phong nhìn về phía ban lan hổ đang hấp hổ, trực tiếp dùng lợi kiếm đánh vỡ sọ của nó. Một viên ma tinh xuất hiện trong tay, cùng lúc đó, từ trong óc ban lan hổ, một cái bóng vội vàng phi về phía xa xa, nghệ phong lập tức dùng đấu khí quét qua, ngăn cản thứ này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1369, Nghệ Phong nhìn thoáng qua ma tinh bát dai trong tay, ma tinh đạt tới cấp độ này, năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng to lớn, mơ hồ đã mở ra linh trí, liên tục kháng cự rong tay Nghệ Phong. Chỉ là Nghệ Phong có thể ngăn cản nó một cách rất dễ dàng, Nghệ Phong ném ma tinh vào. Trong giới chỉ, nhìn thoáng qua đoàn bóng mở vừa mới chuẩn bị đào tàu kia. Bất quá, Khiến Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc chính là, thứ này lại là hồn thể của Ban Lan Hổ. Hồ. Hồn thể này cũng đã tạo thành thực chất, cùng với quân cấp nhân loại giống nhau, ẩn chứa linh hồn lực hết sức kinh người. Nghệ Phong thấy vậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ, hiện tại hắn đã có cái linh hồn thể quân cấp. Nếu sử dụng khôi lỗi luyện hồn thuật luyện chế qua một chút, có thể khiến thực lực khôi lôi tăng lên phạm vi lớn. Nghệ Phong lấy ra từ trong giới chỉ một chiếc bình ngọc, nhốt đám hồn thể đang không ngừng dãy ruộng này vào bên trong, khuôn mặt nở một nụ cười nhìn qua thi thể ma thú bát sai trên mặt đất nghệ phong suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không thu lại tuy rằng thi thể này rất đáng tiền nhưng đối với nghệ phong mà nó nếu thu cỗ thi thể này quả thực chiếm quá nhiều không gian hơn nữa đối với hắn mà nói nó cũng chỉ dừng lại mức có giá trị mà thôi nghệ phong cũng không cần ra lông của ma thú bát sai bất quá cặp lợi trảo của ban lan hổ cùng với răng nanh nghệ phong vẫn thu lấy dù sao thứ này cũng là lợi khí nghệ phong nhìn thoáng qua ban lan hổ từ đáy lòng đối với sự cường hãn của ma thú cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Đầu ma thú này tựa hồ bước vào bát giai chưa quá lâu, nhưng thực lực của nó lại có thể so với nhân loại nhị giai đỉnh phong. Loài người không thể so sánh với thiên phú của ma thú. Khó trách ly thủy nhiều lần đề tỉnh, đụng phải hung thú viễn cổ phải lập tức tránh đi. Thiên phú của ma thú phổ thông đã khủng bố như thế, nếu đổi lại là hung thú viễn cổ, chỉ sợ nếu đẳng cấp tương đương với đầu ban lan hổ này thì chiến lực phải sắp xỉ quân cấp tam giai đụng phải loại ma thú này, xác thực là phải đi đường vòng. Bất quá, có thể giải quyết được đầu ban lan hổ này, đáy lòng nghệ phong cũng có chút hưng phấn. Dù sao, đây hoàn toàn là do một mình hắn hành động, cũng không mượn nhờ lực lượng của nam tử vương tỏa cùng khôi lôi. Nghệ phong không khỏi nghĩ đến ly thủy, cũng không biết tình hình bên kia thế nào. Nghệ phong quét mắt nhìn thoáng qua hướng đó, tuy rằng khoảng cách ra xa, nhưng hắn vẫn có thể phát giác ra, khí tức chiến đấu từ bên đó tràn sang từ cỗ khí thức này nghệ phong cũng có thể xác định được tựa hồ đám người ly thủy đang chiếm thế thượng phong nghĩ vậy nghệ phong không có ý tứ tiến về phía bên đó dù sao trước đó hắn đã không đi qua lúc này chạy tới không chừng khiến bọn họ cho rằng bản thân đến chiếm đoạt công lao cắt ra một tảng thịt từ trên người ban lan hổ nghệ phong vận dụng hỏa thuộc tính bắt đầu nướng thịt trước kia hắn từng không ít lần nếm qua thịt ma thú nhưng thịt của ma thú bát dai đây là lần đầu tiên nghệ phong mới được thưởng thức Khiến Nghệ Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là sau khi ăn xong, không những Nghệ Phong thỏa mãn được cảm giác thèm ăn, hơn nữa năng lượng từ trong đó tràn ra khiến bản thân hắn cực kỳ kinh ngạc. Lập tức hắn nghiêm túc thăm dò qua một lần, quả nhiên thịt của ma thú bát dai có thể tản ra năng lượng, sau đó cỗ năng lượng này dung nhập vào bên trong thân thể. Cỗ năng lượng này đối với Nghệ Phong cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng khiến hắn vô cùng hưng phấn chính là, nếu hài đồng được nuôi dưỡng bằng loại thức ăn này, so với người bình thường tuyệt đối sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều nghệ phong không khỏi nhớ tới linh nhi nếu linh nhi được loại năng lượng này âm thầm bồi dưỡng thân thể như vậy thành tựu sau này của nàng tuyệt đối sẽ cao tuyệt nghệ phong không khỏi nhớ tới những hài đồng trong thánh thành nghe lý liên nói hàng năm thánh thành để tìm ở ngoại giới rất nhiều cô nhi thiên phú kiệt xuất bổ sung nguồn lực của thánh thành những hài đồng này cộng thêm những hài đồng sẵn có trong thánh thành nếu được ăn thịt ma thú bát dai chỉ sợ lực lượng của thánh thành sẽ phát triển gấp bội Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại Nghệ Phong cảm thấy ý tưởng này rất phiền vông, số lượng ma thú bát dai thưa thất đến cỡ nào. Nghệ Phong không biết bên trong thánh thành có tồn tại một chi hài đồng như vậy, tuy rằng số lượng không nhiều những mỗi một cá nhân đều được hưởng đãi ngộ vô cùng tốt, ăn thịt ma thú cao dai, dùng dược thảo cao dai phát triển. Mỗi thành viên trong đội ngũ này đều là tinh anh trong tinh anh, tương lai đều có khả năng rất lớn trùng kích quân cấp. Nghệ Phong phát hiện ra thịt ban lan hổ có khả năng rèn luyện thân thể, Nghệ Phong càng ăn lại càng cảm thấy ngon miệng, trong chốc lát hắn đã sơi hết một tảng lớn cũng không lâu sau đám người ly thủy đã chạy đến chỗ này nghệ phong quét mắt nhìn thoáng qua hiển nhiên mấy người này có chút chật vật đặc biệt là đào xa canh tay có vết máu hiển nhiên đã bị thương thời điểm nhóm người ly thủy chứng kiến nghệ phong đang nướng thịt ban lan hổ ăn ba người nhìn nhau dùng sức rụi rụi con mắt cuối cùng tin rằng cảnh tượng trước mắt là sự thật con mẹ nó nhóm người ly thủy hít sâu một hơi giờ mới hiểu được trước đó giao chiến cùng nghệ phong nghệ phong đã lưu thủ bằng không dựa vào thực lực chém giết ma thú bắt dai bọn họ sao có thể bại một cách nhẹ nhàng đến như vậy tiểu tử này chỉ sợ là trùng kích tứ tinh cũng có thể ly thủy lắc lắc đầu giải quyết ma thú xong rồi nghệ phong nhìn bốn người hỏi ly thủy gật gật đầu mẹ kiếp tiểu tử ngươi đến tột cùng có phải vừa tiến vào quân cấp hay không vừa tiến vào quân cấp sao có thể có được thực lực như thế nghệ phong nghe thấy lời này của ly thủy chỉ khẽ cười cũng không giải thích gì ngược lại đào xa bên canh hỏi thi thể này ngươi cần không khó trách đám người đào xa hỏi như thế bộ dạng nghệ phong tựa hồ cũng không cần đến thứ này chiếm diện tích nghệ phong tùy tiện nói ly thủy cổ quái nhìn hắn chẳng lẽ ngươi không biết thi thể ma thú bát dai có thể luyện chế đan dược thất dai hay sao hơn nữa còn có tác dụng rèn luyện thân thể nhãn tình nghệ phong sáng lên nói vậy là sao ma thú cùng nhân loại bất đồng đại đa số ma thú đều có thân thể vô cùng cường hãn cho nên bên trong thân thể ma thú ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại đặc biệt là ma thú bát sai thân thể của nó tuyệt đối có thể luyện chế ra đan dược nếu võ giả phục dụng tuy rằng thân thể không thể cường hãn đến cấp độ giống như ma thú nhưng cũng vô cùng hữu ích ly thủy giải thích bất quá y sư bát sai tại thánh thành cực kỳ thưa thớt có thân thể ma thú cũng không người nào có thể luyện chế phần lớn đều dùng làm đồ ăn mặc dù đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhưng đối với đệ tử trong cung điện vẫn có không ít chỗ tốt. Nhãn tình nghệ phong sáng lên, lập tức hỏi, người có phương pháp luyện đan hay không? Ly Thủy lắc đầu nói, không có, bất quá tìm phối phương cũng không khó, chỉ cần dùng vài thứ là có thể đổi được tại thánh thành. Nghe được lời này, nghệ phong không nói lời dư thừa nào, trực tiếp thu thi thể ma thú vào trong giới, lập tức chiếm hơn phân nửa không gian. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1370, đan dược rèn luyện thân thể cho dù là nghệ phong cũng không biết được đan phương. Tuy rằng tam trưởng lão tặng cho hắn rất nhiều đan phương, duy chỉ có cái này là không có. Lúc này nghe Ly Thủy nói vậy, nghệ phong mới biết được điểm tốt của thi thể ma thú bát sai. Ma tinh đã chiếm được, còn tiếp tục tiến sâu vào bên trong hay không? Nghệ phong hỏi mấy người Ly Thủy, Ly Thủy cười ha hả nói, khó có được một lần tiến vào ám vực, cứ như vậy rời đi thì có chút bất cam. Tiếp tục tiến vào, nếu có thể gặp thêm vài đầu ma thú bát dai thì thu hoạch của chúng ta cũng lớn hơn một chút, nghe Ly Thủy nói vậy, Nghệ Phong cũng nhẹ gật đầu. Sau khi biết rõ ma thú bát dai có thể dùng để luyện chế đan dược rèn luyện thân thể, hắn lập tức nghĩ đến mấy người điệp vận du, Linh Nhi. Nếu có thứ này, thực lực của bọn họ sẽ được đề cao phạm vi lớn. Bốn người đồng hành tiến sâu vào bên trong ám vực, trên đường đi đụng phải không ít ma thú, bất quá đều là cấp độ thất sai, rất ít khi gặp phải bát sai. Suốt năm ngày, bọn họ cũng chỉ gặp được hai đầu ma thú bát sai. Dưới sự vây công của bốn người, hai đầu ma thú bát sai ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, bị bốn người chém giết. Thời điểm chém giết ma thú, ba người ly thủy mới hiểu được nghệ phong kinh khủng đến bực nào. Hầu như mỗi lần đụng phải ma thú, công kích của nghệ phong đều là một chiêu chí mạng thời gian dần trôi vốn nhóm người lấy ly thủy làm đầu lĩnh dần dần đã chuyển sang nghệ phong sau khi chém giết ma thú nghệ phong cũng không tranh giành ma tinh mà bọn họ ham muốn nhất hắn chỉ lấy thi thể cùng hồn thể của ma thú những thứ còn lại đều phân phối cho đám người ly thủy phân phối tốt như vậy ba người ly thủy không có dị nghị gì dù sao ma thú bát giai quý giá nhất vẫn là ma tinh hơn nữa thời điểm chém giết ma thú nghệ phong cũng xuất lực nhiều nhất khiến nghệ phong vô cùng mừng rỡ chính là dưới việc liên tục chiến đấu cộng thêm áp lực bởi không gian kỳ dị của ám vực, rõ ràng khiến nguyên hồn của nghệ phong vốn trải qua thánh thủy tinh lọc trở nên sinh động dị thường. Nhiếp hồn thuật vốn đạt đến thất tinh đỉnh phong cũng có xu hướng đột phá. Đối với người khác việc đột phá đến bát tinh là chuyện cực kỳ khó khăn nhưng đối với nghệ phong mà nó, đột phá đến bát tinh là chuyện đơn giản dị thường. Việc hắn cần làm chẳng qua là tích lũy hồn lực mà thôi. Dù sao, giấy thông hành năng lượng không gian tới bát tinh hắn đã sớm có. Nghệ Phong chỉ cần tích lũy đến số lượng nhất định, có thể tạo thành biến đổi về chất. Loại đột phá cấp bậc này không khác gì đột phá giai vị. Nghệ Phong minh bạch, hắn chỉ cần một cơ hội là hoàn toàn có thể đạt tới bát tinh. Hồn lực trong thức hải của hắn đã sớm đạt tới cấp độ quân cấp. Đúng lúc Nghệ Phong còn đang đắn đo làm thế nào để tấn thăng bát tinh, Ly Thủy đột nhiên nói: "Cẩn thận, ta xem hiện tại chúng ta đã bị theo dõi rồi." Lời này khiến Nghệ Phong lập tức phản ứng lại, hắn lập tức phát hiện ra cảm giác bị người ta theo dõi này tập trung ở trên người của hắn sau khi sướng sờ một lúc nghệ phong lập tức đại hì mị bát dai loại ánh mắt tham lam này chỉ có mị mới có vốn nghệ phong cho rằng muốn tìm mị bát dai phải đi huyết sắc thiên đường một chuyến nhưng thực không ngờ tại ám vực cũng có thể gặp được mị bát dai ừ là một đầu mị bát dai nghệ phong nói một tiếng với ly thủy thân ảnh lập tức biến mất dưới sự oanh kích của một đạo trọng quyền mị bát dai vốn ẩn nấp trong bóng tôi lập tức bị nghệ phong ép xuất hiện Ly Thủy nhìn thoáng qua đầu Mỹ Bát Giai trước mặt, có chút nhíu mày. Mỹ Bát Giai đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Hồn thể của Mỹ Bát Giai hoàn toàn vô dụng với bọn họ, chỉ có thi thể của Mỹ Bát Giai có thể luyện chế Mỹ Đan để thăng lên quân cấp cấp. Nhưng không có nhiếp hồn sư luyện chế, việc luyện chế Mỹ Đan Bát Giai so với Đan Dược Bát Giai còn khó khăn gấp trăm lần. Quan trọng nhất, tuy rằng lực lượng của Mỹ Bát Giai so với Ma Thú Bát Giai kém hơn, nhưng trình độ khó chơi so với Ma Thú Bát Giai tuyệt đối cao hơn gấp bội. Dù sao, Mỹ cũng hoàn toàn do năng lượng cùng hồn thể tạo thành, hơn nữa chỉ số thông minh của chúng cũng tương đối. Nếu lực lực của bọn họ không đánh tới hồn thể của đối phương, tác dụng mang đến cũng không quá rõ ràng. Đáng chết, sao lại đụng phải thứ khó chơi này chứ? Ba người ly thủy nhịn không được mắng to, mà khiến bọn họ vô cùng nghi hoặc chính là Ha ha, bảo vật như vậy, các người còn nói khó chơi. Thứ này ta muốn, mấy người ly thủy hai mắt nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới thân phận, nhiếp hồn sư của nghệ phong mị bát giai có thể mang lại lợi ích rất lớn cho hắn chỉ có điều hiện tại đẳng cấp nhiếp hồn sư của hắn quá thấp ly cung chủ các ngươi giúp ta một việc được không nghệ phong nhìn ly thủy nói bao vây đầu mị này lại đừng cho nó chạy thoát tuy rằng ly thủy không biết nghệ phong muốn làm chỉ bất quá yêu cầu của nghệ phong hắn cũng không tiện cự tuyệt nhẹ gật đầu xem như là đồng ý nghệ phong khẽ cười cũng không nói nhảm lời nào nữa lập tức nhào tới đầu mị bát sai này vừa vẫn có thể làm trận tâm của phách tuyệt mị trận, có thể lợi dụng mị bát sai, lúc đó uy lực của phách tuyệt mị trận mới có thể hiển lộ ra. dĩ vãng mới chỉ là một chút da lông mà thôi. nghệ phong tung ra một quyền mang theo năng lượng của vệ châu đánh thẳng về phía đầu mị bát Giai. dưới mỗi lần oanh tạc của hắn, đầu mị bắt đầu chật vật lùi lại, rõ ràng không dám giao phong cùng nghệ phong. mọi người chứng kiến nghệ phong tùy ý công kích lại có thể hoàn toàn áp chế đầu mị bát sai này. người nào người nấy trợn mắt nhìn nhau thầm nghĩ con mẹ nó thực là quá quỷ dị đi một võ giả quân cấp phổ thông cho dù là tam giai đối với đầu mị này cũng không thể nhẹ nhõm như thế chỉ là khi ánh mắt bọn họ lướt qua quang mang lam sắc lóe lên trên tay nghệ phong lúc này phương thiên tựa hồ mới nhớ tới điều gì đó hoảng sợ hô lên vệ châu tiếng hô này lập tức khiến hai người còn lại bừng tỉnh mọi người đều hiểu rõ vệ châu chính là tồn tại khắc tinh của mị hơn nữa kết hợp với thân phận nhiếp hồn sư cùng hồn thể đạt tới quân cấp của nghệ phong khó trách đầu mị này hoàn toàn không có sức chống cự. Trước mặt nghệ phong, nó tựa như là một bao cát, hoàn toàn để nghệ phong đánh đấm. Chỉ cần lực lượng nó không vượt qua nghệ phong, đối với nghệ phong hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Nghệ phong tung ra từng đợt công kích liên miên bất tuyệt, đầu mị bát dai không ngừng né tránh muốn chạy trốn, nhưng lại bị đám người ly thủy phong bế đường lui. Căn bản nó không thể chạy thoát, việc hoàn toàn áp chế đầu mị bát dai này cũng không khiến nghệ phong cao hứng, hắn cũng không thực sự muốn tiêu diệt nó mà chỉ muốn khống chế nó mà thôi. Chỉ là hồn thể của đầu mị bát dai này được bảo vệ cực kỳ kiên cố, cho dù là nghệ phong trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra sơ hở để thi triển khống nghị thuật. Cứ như vậy, tuy rằng nghệ phong một đường chèn ép, nhưng lại không tìm được phương pháp đột phá. Điều này khiến đám người ly thủy vô cùng nghi hoặc cùng khó hiểu. Nghệ phong đang đùa hay sao? Trong lúc ba người ly thủy còn đang bất mãn, sắc mặt nghệ phong chợt biến thành vui mừng. Khống nghị thuật, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, từng đạo nhiếp hồn thuật không ngừng bắn về phía đầu mị bát giai. Hơn nữa thế công của hắn lại càng thêm mãnh liệt, tàn nhẫn dò xét hồn thể của đầu mị bát giai này. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1371, rất nhanh, hồn thể của Nghệ Phong đã xâm nhập vào trong hồn thể của mị bát giai. Vừa tiến vào bên trong, Nghệ Phong lập tức cảm giác được hồn lực của hắn tựa như nước chảy, dũng mãnh tiến vào bên trong đầu mị bát dai. Nghệ Phong hiểu rõ, muốn khống chế được đầu mị bát dai này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, đặc biệt khi hắn chẳng qua chỉ là thất tinh đỉnh phong. Nghệ Phong cắn răng một cái, hồn lực bên trong nguyên hồn bắt đầu điên cuồng ngưng tụ khống mị thuật. Việc khống chế vài đầu mị thất dai đối với Nghệ Phong hoàn toàn không phải là việc gì quá lớn. Nhưng mà sau khi khống chế vài đầu mị thất dai, còn vọng tưởng khống chế một đầu mỹ bát dai, đã hoàn toàn vượt quá cực hạn của hắn. Nghệ Phong cảm thấy hồn lực bên trong nguyên hồn không ngừng bị rút ra bên ngoài, thời gian trôi qua đầu óc dần dần có chút trì trệ. Mặc dù có hồn lực trong thức hải không ngừng bổ sung, nhưng mà số vào không. Bằng số ra, loại cảm giác đầu óc trì trệ này khiến ý thức của Nghệ Phong suýt chút nữa ngừng lại. Vẫn là bản thân tự đại, trong lòng Nghệ Phong vô cùng bất đắc dĩ. Khi còn ở lục tinh đỉnh Phong đã có thể khống chế mỹ thất dai, nghệ phong liền cho rằng tại thất tinh đỉnh phong hắn có thể khống chế một đầu mị bát dai nhưng thực không ngờ tranh lệch lại lớn đến như vậy nhưng mà nhìn thoáng qua đầu mị bát dai trước mặt trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt nghệ phong lại không nỡ buông tha nếu có thể khống chế được đầu mị này tác dụng hoàn toàn có thể vượt qua khôi lỗi nghĩ vậy hắn cắn răng một cái điên cuồng hướng về đầu mị phát ra hồn lực sau vài lần như vậy nguyên hồn của nghệ phong không ngừng mở đi cùng lúc đó hồn lực trong thức hải cũng không ngừng tràn vào bên trong nguyên hồn Càng lúc nguyên hồn của Nghệ Phong càng bị rút lấy hồn lực, đến cùng bắt đầu trở nên vô cùng mỏng manh. Đúng lúc Nghệ Phong sắp kiên trì không nổi, chuẩn bị buông tha. Lăng thần quyết của Nghệ Phong bắt đầu điên cuồng vận chuyển, mỗi lần vận chuyển, từng đạo đấu khí chuyển hóa thành hồn lực, dũng mãnh tràn vào bên trong nguyên hồn. Cùng lúc đó, năng lượng từ bốn phía cũng dồn về phía Nghệ Phong. Sau khi bị phệ châu cắn nuốt, nguồn năng lượng đầm đặc này hóa thành từng đạo năng lượng khiến ba người ly thủy phải đấu kỵ tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Ba người ly thủy, đào xa nhìn nhau, cũng không rõ tình huống hiện tại là thế nào, chẳng lẽ đến lúc này nghệ phong còn tu luyện hay sao? Nhưng mà, ly thủy nhìn thoáng mà mị bát dai đang mê man đứng nguyên tại chỗ, bọn họ cũng không có động tác gì, lặng lặng nhìn nghệ phong, muốn xem nghệ phong đến cùng làm cái quỷ gì. Dưới sự vận chuyển điên cuồng của lăng thần quyết, càng lúc càng nhiều năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nghệ phong. Ngay cả thức hải cũng được hồn lực bổ sung, lập tức, trong cơ thể nghệ phong hình thành một loại cân đối quỷ dị năng lượng chuyển hóa thành đấu khí đấu khí chuyển hóa thành hồn lực trong thức hải hồn lực lại dung nhập vào bên trong nguyên hồn mà hồn lực bên trong nguyên hồn lại tạo thành khống mỹ thuật tấn công vào trong hồn thể mỹ bát giai dưới tình huống kỳ dị bực này đầu óc nghệ phong vốn trầm trọng cũng chậm rãi giảm bớt cũng không biết qua bao lâu hồn lực dũng mãnh tràn vào bên trong nghị bát giai chợt dừng lại nhưng mà lăng thần quyết của nghệ phong cũng không dừng lại đấu khí hóa thành hồn lực từng đạo từng đạo điên cuồng tiến vào bên trong nguyên hồn nghệ phong có thể cảm nhận được lực lượng nguyên hồn của hắn đang điên cuồng kéo lên loại hiện tượng này khiến nghệ phong đại hỉ không thôi hắn đồng thời điên cuồng vận chuyển lăng thân quyết đồng thời liều mạng áp xúc hồn lực dồn vào nguyên hồn bên trong thức hải sau khi hồn lực tiến vào bên trong nguyên hồn đấu khí vốn đã tiêu hao cũng chậm rãi hồi phục rất nhanh đã đạt tới cấp độ thất tinh đỉnh phong nhưng mà nguyên hồn khôi phục trạng thái đỉnh phong tốc độ xoay tròn cũng không hạ xuống ngược lại càng thêm điên cuồng. Tình huống như vậy, khiến Nghệ Phong lại điên cuồng áp xúc hồn lực dồn về nguyên hồn. Nguyên hồn của hắn vốn không lớn, dưới việc không ngừng áp xúc bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Dưới tốc độ cắn nuốt của Nghệ Phong, năng lượng bốn phía cũng càng lúc càng đậm đặc. Khiến ba người Ly Thủy đứng ở một bên hai mắt nhìn nhau, nguồn năng lượng đậm đặc như vậy khiến ngay cả bọn họ cũng không nhịn được muốn ngồi xuống tu luyện. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, năng lượng nơi này âm sát khí quá nặng, không phải thứ bọn họ có thể hấp thu chỉ có loại biến thái như nghệ phong mới có thể vận dụng năng lượng nơi này một cách bình thường. Năng lượng dũng mãnh tràn vào cơ thể nghệ phong càng lúc càng nhiều. Khí tức của hắn cũng bắt đầu điên cuồng được kéo lên. Trong thức hải của nghệ phong, nguyên hồn không ngừng lớn lạnh. Thời gian dần qua, ngay cả diện mạo vốn còn chưa rõ ràng, cũng được chạm trổ lại giống khuôn mặt nghệ phong như đúc. Rất nhanh, nguyên hồn bên trong thức hải nghệ phong đã cao tới một tấc. Sau đó, nguyên hồn cũng ngừng phát triển, nhưng hồn lực vẫn không ngừng dũng mãnh tràn vào bên trong khiến nguyên hồn của nghệ phong vốn trong suốt dần dần hóa thành sắc thái của da thịt phát giác được điều này nghệ phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ lúc này nguyên hồn của hắn đã chính thức hóa thành một con người ngoại trừ việc chưa mở mắt còn lại không khác gì một người bình thường ngay cả da thịt cũng có thể sờ được nghệ phong cố gắng khống chế hài nhi này mở mắt nhưng làm thế nào đi chăng nữa cũng không được nghệ phong hít sâu một hơi chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này sau khi bộ dáng nguyên hồn hóa thành hài nhi có huyết nhục bình thường. Suốt cục, nguyên hồn cũng đình chỉ xoay tròn, mà hồn lực cũng đình chỉ tiến vào bên trong. Đúng lúc hắn vẫn còn đang rung động vì chuyện này, Nghệ Phong đột nhiên nghĩ đến một câu, nguyên hồn xuất khiếu. Khi xưa, lúc vừa mới tiến vào thế giới này, hắn từng nghe qua việc người tu luyện đến cảnh giới cực cao, nguyên hồn có thể xuất khiếu. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cắn răng một cái, khống chế nguyên hồn chậm rãi hướng về phía bên ngoài di động. Mặc dù quá trình này rất hung hiểm, nhưng mà nguyên hồn xuất hiếu, tại hoa hạ cũng là tồn tại trong thần thoại, nếu hắn có thể khiến nguyên hồn xuất hiếu, như vậy. Nghệ Phong toàn tâm toàn ý khống chế nguyên hồn, nếu nguyên hồn thụ tổn thương, muốn chữa trị là chuyện vô cùng khó khăn. Đặc biệt khi đã đạt tới cấp độ này, không thể để cho nguyên hồn bị tổn thương. Xuất, Nghệ Phong gầm nhẹ một tiếng, dưới tiếng gầm này, bàn tay Nghệ Phong chợt xuất hiện một hài nhi ngồi xếp bằng trên đó. Nguyên hồn xuất hiếu Ba người ly thủy nhìn thoáng qua hài nhi giống nghệ phong y như đúc kia, trong lòng đồng dạng rung động không thôi. Người nào người nấy trợn mắt nhìn hài nhi tựa như phiên bản được rút lại của nghệ phong. Ly thủy sướng sờ nhìn nghệ phong, biển cố nguyên hồn suốt khiếu hắn cũng từng nghe nói qua. Trên lý luận, chỉ cần đạt tới quân cấp là có thể làm được chuyện này, nhưng trên thực tế, coi như là thời viễn cổ, bên trong quân cấp, cũng chỉ có vài người có thể làm được điều thần kỳ như vậy, đó là thiên phú đặc biệt chỉ có thánh cấp mới nắm trong tay. Nguyên hồn của nghệ phong cùng bọn họ có khác biệt vô cùng to lớn, hắn chưa từng thấy qua nguyên hồn nào sinh động đến như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1372, nghệ phong cũng không dám thả hồn thể ở bên ngoài quá lâu, tuy rằng hồn thể của hắn nhìn như cường đại. Nhưng cũng không có bao nhiêu lực công kích, ở bên ngoài nếu gặp phải công kích, đến lúc đó hắn chỉ còn đường khóc bằng tiếng mán. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới nam tử vương tọa, hắn cũng chỉ là một hồn thể, vì cái gì có được thực lực kinh khủng như thế, hơn nữa Nghệ Phong cảm thấy sau khi hồn thể hắn xuất khiếu cũng không hề bị suy yếu. Nghệ Phong không nghĩ thông điểm này, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện này có quan hệ cùng thực lực bản thân. Sau khi hồn thể của Nghệ Phong trở về thức hải, hắn dò xét thoáng qua thực lực của bản thân. Hiện tại nhiếp hồn sư đã tiến thêm một bậc, thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, đạt đến cấp độ nhất giai đỉnh phong. Nghệ Phong nhìn về phía nhóm người ly thủy, sau khi ba người chứng kiến nguyên hồn nghệ phong xuất khiếu, ánh mắt nhìn về phía hắn đã triệt để thay đổi. Dĩ vãng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía nghệ phong chỉ là bội phục thực lực của hắn, nhưng giờ phút này lại mang theo vẻ cung kính. Bọn họ phát hiện ra, thực lực nghệ phong cực kỳ mạnh mẽ, điều này khiến cung kính trong ánh mắt bọn họ càng thêm đậm. Đa tạ ba vị cung chủ đã hộ pháp, nghệ phong nói với ba người, đám người ly thủy lập tức khom người lắc đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua đầu mị bát dai cách nghệ phong không xa. Đồng dạng, nghệ phong cũng rời mắt về phía đó trong mắt toát lên thần sắc vui mừng đầu mị bát dai này đã hoàn toàn bị hắn khống chế nghệ phong suy nghĩ một lát đôi tay bắt đầu kết ấn rất nhanh vài đầu mị thất dai cũng đã xuất hiện ở trước mặt ba người ly thủy dưới từng đạo thủ ấn của nghệ phong năm đầu mị tính cả đầu mị bát dai bắt đầu biến hóa vị trí rất nhanh mỗi con đã chiếm một phương vị tại mỗi phương vị năng lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía đầu mị bát dai cùng lúc đó phương vị của năm đầu mị này bắt đầu không ngừng biến hóa, lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mỗi một lần phóng ra năng lượng, đều có uy lực long trời lở đất. Nghệ Phong nhìn thoáng qua năm đầu mị trên hư không dường như chỉ còn lại bóng dáng, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Sau đi đạt tới bát tinh, hắn thi triển phách tuyệt mị trận cực kỳ nhẹ nhàng. Đặc biệt trong đó có mị bát dai, phách tuyệt mị trận đã đạt tới trận pháp cao dai. Đám người ly thủy nhìn thao qua trận pháp gồm năm đầu mị dường như đã biến thành tàn ảnh, không thể nắm bắt được phương vị này. Sau đó trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía nghệ phong. đây là khống nghị thuật gì? nghệ phong khống chế đầu mị bát sai trong đó hung hăng hướng về phía hư không oanh kích một quyền. lực lượng kinh khủng trực tiếp khiến hư không xuất hiện một cái hắc động cực lớn. kinh khí khổng lồ tràn ra từ bên trong hắc động biến mất không còn một mảnh. ly thủy trợn mắt nhìn một quyền này, lực đạo một quyền này hoàn toàn không kém thời điểm toàn thịnh của hắn một chút nào. Tuy rằng Mỹ Bát Giai khó đối phó, nhưng điểm mạnh mẽ của nó không phải là lực lượng, mà là nó có thể sử dụng năng lượng vô tận. Hiện tại lực công kích của đầu Mỹ Bát Giai này đã hoàn toàn không thua ma thú. Vậy thì mức độ nguy hiểm của nó đã đạt tới cấp độ nào? Ly Thủy hít sâu một hơi nhìn về phía Nghệ Phong, chỉ thấy Nghệ Phong có chút sững sờ. Thực sự Nghệ Phong cũng không ngờ, phách tuyệt mị trận lại khủng bố đến như thế. Lực lượng của phách tuyệt mị trận đã không phải là do tập hợp của năm đầu mị nữa, mà đã phát triển theo cấp số nhân. Vài đầu mị thất dai phối hợp với nhau đã có được uy lực khủng bố như thế, nếu như đổi lại toàn bộ đều là mị bát dai, như vậy sẽ khủng bố đến mức độ nào? Nghệ Phong không có cách nào tưởng tượng ra, bất quá hắn lập tức lắc đầu. Tìm được một đầu mị bát dai đã khó khăn đến như thế, muốn tìm vài đầu, e rằng còn khó hơn lên trời. Sau khi nắm rõ đại khái thực lực của năm đầu mị này, Nghệ Phong lập tức thu chúng vào. Hiện tại, xem như là có được niềm vui ngoài ý muốn hắn chỉ muốn dựa vào đầu mị bát giai này tiến vào bát tinh nhưng không ngờ lại đoạt được nó chúc mừng nghệ cung chủ ba người ly thủy nói nghệ phong lắc lắc đầu cười nói may mắn mà thôi ba người ly thủy lắc lắc đầu nguyên hồn xuất khiếu khiến bọn họ vô cùng rung động đúng rồi ly cung chủ còn định tiến sâu vào ám vực nữa hay không nghệ phong đột nhiên hỏi thứ cần thiết đã tới tay nghệ phong cũng không nguyện ý tiếp tục ở lại nơi này ly thủy lắc đầu nói nếu như ma tinh đã đủ chúng ta cũng trở về thôi dù sao ta cũng cần một vài thứ đến lúc đó dùng một vài thứ đổi với thánh thành là được ly thủy cũng không muốn ở lại nơi này hiện tại bọn họ đã tiến vào vị trí rất sâu trong này âm sát khí cực kỳ nồng nặc cho dù là hắn cũng phải phân một bộ phận lớn tâm thần để chống cự nếu như vậy thì trở về thôi nghệ phong khẽ cười thứ cần có đã tới tay lần này lại có thu hoạch cực lớn cũng là lúc nên trở về huống chi nghệ phong cũng không có ý định lưu lại trong thánh thành quá lâu sau khi hoàn thành việc tấn cấp cung điện hắn cũng chuẩn bị rời khỏi thánh thành mọi người theo một hướng khác bắt đầu quay về trên đường cũng đụng phải một ít ma thú chỉ có điều bất kể là nghệ phong hay là ly thủy đối với đám ma thú này đều không có chút hứng thú nào ngoại trừ nghệ phong ngẫu nhiên hái được một ít dược liệu ra cũng không ai dừng lại nhưng ma đúng lúc nghệ phong hái một loại dược liệu sắc mặt hắn đột nhiên đại biến cùng lúc đó ba người ly thủy lập tức lách mình xuất hiện xung quanh nghệ phong đấu khí bạo tuôn ra nhìn chầm chầm về một phía. Mà lúc này Nghệ Phong cũng buông tha cho dược thảo trong tay, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm về phía trước. Nghệ Phong cảm giác được, một cỗ khí thức khổng lồ tập trung lên trên người bọn họ. Cỗ khí thức này so với ly thủy không chỉ cường hãn hơn một lần. Cho dù là Nghệ Phong, dưới cỗ khí thức này cũng bị áp chế cực lớn. Chết tiệt, đây là thứ quái quỷ gì? Nghệ Phong nhịn không được thầm mắng, có thể ở trên phương diện khí thức áp chế hắn, tuyệt đối không phải là thứ đơn giản gì. Quả nhiên, Nghệ Phong nghe được thanh âm kinh hãi của Ly Thủy. Hung thú viễn cổ, mang theo sự hoảng sự cùng không dám tin tưởng, Ly Thủy trợn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tràn đổ mồ hôi ròng ròng, con mẹ nó, sao lại đụng phải thứ này cơ chứ? Ly Thủy mắng to một tiếng, Nghệ Phong nhìn qua đầu ma thú cực lớn tựa như thuộc họ nhà gấu, hỏi Ly Thủy. Đây là viễn cổ long hùng, nghe đồn có được một tiêu huyết mạch của rồng, thực lực cực kỳ cường hãn. Bên trong hung thú viễn cổ cũng có danh khí không nhỏ. Ly Thủy thở dài một hơi, cố gắng ổn định lại tâm thần. Nghệ Phong nghe được lời này cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Chứng kiến đầu Long Hùng trước mặt toàn thân trắng như tuyết, mỗi khi bước đi đều khiến mặt đất chấn động, Nghệ Phong âm thầm điều động đấu khí trong cơ thể. Đối phương mang đến cho hắn áp lực khổng lồ, ngay cả một phần tin tưởng chiến thắng đối phương, Nghệ Phong cũng không có, cho dù hắn vừa tiến vào bát tinh. Nghệ Cung Chủ, mọi người không nên biểu lộ ra địch ý với nó thứ này quá mức khủng bố, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Ly Thủy nhìn mấy người nghệ phong nói. Sau khi, ba người nghệ phong gật đầu, Ly Thủy tiến lên phía trước một bước, nhìn Long Hùng đang đi ép về phía bọn họ nói. Long Hùng các hạ, ngài khỏe. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1373, giờ phút này, không ngờ Ly Thủy đối đãi với đầu Long Hùng này giống như một con người. Cút ngay! Long Hùng quét mắt nhìn thoáng qua ly thủy, lập tức giận dữ hét lên, tiếng hét cực lớn khiến mảng nhĩ hai tai ba người nghệ phong chấn động vô cùng đau đớn. Những lời này vừa vang lên, sắc mặt nhóm người nghệ phong lập tức đại biến, một đầu ma thú có thể mở miệng phun ra tiếng cười, càng chứng minh nó cường hãn. Long Hùng các hạ, chúng ta không có định ý với ngài. Ly Thủy nhìn Long Hùng nói, Long Hùng quét mắt nhìn thoáng qua Ly Thủy, sau đó dừng ở trước người nghệ phong, mặt gấu giữ tợn há to miệng, thanh âm tựa như sấm rền một lần nữa vang lên. Cút, một tiếng, cút, này ẩn chứa năng lượng trùng kích, lập tức khiến Ly Thủy lão đảo lùi về phía sau. Thân ảnh bị bước lùi đến vài mét mới đứng vững được. Ly Thủy thấy Long hùng như thế, lập tức hít sâu một hơi, nữ khí mang theo một tiêu uy hiếp. Tuy rằng Long hùng các hạ mạnh mẽ, nhưng đây là bên trong thánh vực, tại thánh vực thân phận của bốn người chúng ta cũng không thấp. Nếu Long hùng các hạ gây khó dễ cho chúng ta, Thánh lão thánh thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta? Long hùng trừng lớn đôi mặt to tựa như là một nắm đấm, căm tứ nhìn ly thủy. Không dám, ta chỉ là đang trình bày cho các hạ một sự thật. Ly thủy cắn răng nói, ly thủy hiểu rõ, thực lực hắn tuyệt đối không đánh lại được long hùng. Chỉ có thể dùng cường giả thánh thành để uy hiếp nó, trí lực của hung thú viễn cổ tuyệt đối đã có thể so với nhân loại. Đặc biệt là hung thú viễn cổ có thể sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, ngoại trừ tướng mạo bất đồng ra, kỳ thật bọn nó đã có thể được coi là nhân loại. Hừ, chỉ là vài tên quân cấp, xâm nhập vào ám vực giết thì giết chẳng lẽ những lão gia hỏa kia sẽ vì các ngươi mà ra tay hay sao ngươi quá đề cao chính mình rồi đó long hùng cười lạnh nói lời này khiến bốn người nghệ phong có chút phát lạnh mơ hồ cảm thấy không ổn hơn nữa cho dù là thánh lão thánh thành đến thì như thế nào toàn bộ các đại hung địa bên trong thánh thành đã sớm có hiệp ước cùng thánh thành tiến vào bên trong hung địa sinh tử do mệnh nhân loại các ngươi giết ma thú ma thú đương nhiên có thể phản sát, giết trở lại nhân loại. Coi như là thánh lão cũng không dám tiến vào các đại hung địa chém giết ma thú có huyết mạch viễn cổ. Lời này khiến sắc mặt bốn người ly thủy đại biến, hắn thực không ngờ, trong chuyện này lại có bí mật như thế. Bí mật như vậy, với đẳng cấp của hắn tuyệt đối không thể tiếp xúc tới, ly thủy cũng không hoài nghi long hung đang nói dối, với tư cách là hung thú viễn cổ, nó khinh thường nói dối. Cút ngay, long hùng gầm lên, ánh mắt tập trung lên trên người nghệ phong khí thức khổng lồ tập trung lên trên người nghệ phong, điều này khiến nghệ phong vạn phần nghi hoặc, không hiểu đây là chuyện gì. Tựa hồ, Long Hùng xuất hiện là bởi vì hắn, đối với đám người ly thủy, không hề có hứng thú một chút nào. Nghệ phong nghĩ vậy, lập tức tiến lên một bước, điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, trải rộng toàn thân. Long, không nhìn thấy nghệ phong như vậy, khí thế lại càng thêm áp bức. Ngươi làm cái gì, lời này khiến cho nghệ phong khẽ nhíu mày, không biết các hạ có ý gì, Long Hùng nghe được lời này của Nghệ Phong, ánh mắt hiện lên vẻ hung tàn. Bản Vương hỏi ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao trên người ngươi lại có cỗ khí tức kia? Nghệ Phong kinh ngạc sau đó nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ đầu ma thú bị hắn giết kia là thủ hạ của hắn. Ngẫm lại, hắn càng ngày càng cảm thấy điều này có khả năng, dù sao sau khi tiêu diệt đầu ma thú kia, Nghệ Phong còn ăn rất nhiều thịt của nó, trên người có khí thức của nó cũng là chuyện bình thường. Nghệ Phong hít sâu một hơi cũng biết tránh không khỏi chuyện này, chỉ lạnh nhạt nói giết một đầu ma thú ăn vài miếng thịt của nó mà thôi ngươi ăn nó long hùng trợn trừng mắt ánh mắt rực lửa từ trên người tràn ra một cỗ nộ khí nghịch thiên dưới cỗ nộ khí này trong phạm vi trăm mét xuất hiện một vòi rồng cực lớn cắn nát toàn bộ không gian thiên địa biến sắc bực này khiến sắc mặt nhóm người ly thủy đại biến bọn họ cũng minh bạch chuyện này không thể cho qua rồi các ngươi đều đáng chết long hùng trừng mắt nhìn nghệ phong dùng thanh âm vô cùng giận dữ gầm thét khi nó gầm thét hư không chấn động tản ra vô số ba động nghệ phong bốn người chúng ta liên thủ có cơ hội lập tức chạy trốn ly thủy cũng hoảng sợ tới cực điểm ngay cả khi đối phương tức giận đã có thể khiến thiên địa biến sắc có thể thấy được nó cường hãn đến trình độ nào hiển nhiên nghệ phong cũng hiểu được nguy cơ trước mặt nhìn ly thủy nhẹ gật đầu xí diễm chạm phóng ra giờ phút này hắn hoàn toàn không giữ lại chút thực lực nào bất kể là tử khí hay vệ châu đều được vận dụng đến mức tột cùng dưới sự điều khiển của nghệ phong không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Khí thức nóng rực thiêu cháy toàn bộ âm sát khí. Cùng lúc đó, ba người ly thủy cũng tung ra toàn bộ đòn sát thủ của mình. Bốn đạo công kích có thể khiến một tòa núi lớn biến thành đất bằng đồng thời bay thẳng về phía Long Hùng. Không biết tự lượng sức mình, Long Hùng hừ lạnh một tiếng, hùng trưởng cực lớn hướng về phía nhóm người ly thủy, nghệ phong đập một trường. Dưới một trường này, từng cỗ lực lượng khổng lồ bạo tuôn ra. Giờ phút này, năng lượng đủ có thể di rời một ngọn núi lớn do bốn người ly thủy, nghệ phong thi triển ra kỹ năng cao dai tựa như một khối đậu hũ, lập tức tan vỡ. Hùng trưởng vỗ thẳng lên trên người ly thủy, dưới một trường này, ly thủy cùng đào xa đồng thời phun máu, hung hăng nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hơn 10 mét. Cùng lúc đó, hùng trưởng còn lại vỗ về phía hai người nghệ phong cùng phương thiên. Chứng kiến tận mắt kết cục của hai người ly thủy, nghệ phong căn bản không dám nghênh đón, vừa định thi triển hai cánh né tránh lại phát hiện ra, Tốc độ của hắn dưới công kích của Long Hùng không phát huy ra chút tác dụng nào. Công kích của nó hầu như vượt qua thời gian, đánh thẳng lên trên xí diễm trảm. Lập tức xí diễm trảm bị đánh tan nát, lực lượng khổng lồ nện trên người Nghệ Phong. Cho dù thân thể Nghệ Phong cường đại, dưới một đập này cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, phun ra từng ngụm huyết dịch, hung hăng nện xuống mặt đất. Kết cục của Phương Thiên cũng không khá hơn, đồng dạng bị đập bẹp hung hăng nện xuống mặt đất, không ngừng phun máu. Chỉ cần một trưởng đã có thể đánh bại tứ đại quân cấp trong lòng nghệ phong kinh hãi không thôi mặc dù biết thực lực đối phương mạnh mẽ nhưng thực không ngờ lại mạnh mẽ đến trình độ này thực lực khủng bố bực như vậy thấp nhất cũng có thể so sánh với quân cấp ngũ giai tuy rằng nghệ phong tự ngạo nhưng cũng hiểu được tranh lệch một giai khác biệt bao nhiêu tranh lệch bốn giai không khác gì giữa trời và đất nghệ phong cũng không triệu hồi ra nam tử vương tỏa hay khôi lỗi hắn hiểu rõ cho dù triệu hồ bọn họ cũng vô dụng thậm chí còn không tiếp được đối phương một chiêu dù cho có tung ra phệ linh nộ bạo, đòn công kích mạnh nhất của hắn, nghệ phong cũng không làm gì được đối phương. Sự cường hãn của đối phương đã hoàn toàn vượt xa tầng thứ của bọn họ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1374, Nghệ Phong cố gắng chịu đựng đau nhức kịch liệt, năng lượng trong cơ thể không ngừng hội tụ vào lòng bàn tay. Ba viên phệ châu được vận dụng tới mức cùng cực, nhìn qua đầu long hùng trắng như tuyết trước mặt trái tim nghệ phong đập nhanh hơn. Hiển nhiên Long Hùng không có hứng thú với ba người ly thủy, ánh mắt của nó chỉ tập trung lên trên người nghệ phong, trong ánh mắt chất chứa sự hung tàn cùng giận dữ, tựa hồ muốn xé xác hắn ra mới hả dạ. Long Hùng từng bước từng bước tiến về phía nghệ phong, mỗi lần bước chân nó hạ xuống, nghệ phong lại cảm thấy thân thể bị chấn động một lần, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên đối với nghệ phong, Long Hùng đã nổi lên sát tâm, nó dơ cao hùng trưởng cực lớn, hiển nhiên muốn đập nghệ phong thành bánh thịt phát tiết nộ khí trong lòng. Nghệ phong hung ác, phệ linh nộ bạo hình thành trên tay, chuẩn bị ném về phía đối phương. Cho dù có chết, hắn cũng phải khiến đối phương trả một cái giá thật lớn. Đúng lúc nghệ phong cùng Long Hùng chuẩn bị xuất thủ, một tiếng rồng ngâm cực lớn chợt vang lên. Tiếng ngâm này tựa như cửu thiên huyền lôi, khiến toàn bộ không gian bốn phía chấn động. Dưới tiếng rồng ngâm này, nghệ phong chấn động, huyết khí cuồn cuộn. Mà khiến hắn trợn trừng mắt chính là, Long hùng vốn còn cao cao tại thượng, sau khi nghe được tiếng ngâm này, không ngờ quỳ rụp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Nghệ Phong ngẩng đầu nhìn về phương hướng phát ra tiếng ngâm, lập tức biến thành ngốc trệ. Thứ phát, ra tiếng rồng ngâm chính là yêu ngọc đã hóa thành khổng lồ, lớn đến hơn 10 trượng. Ngao, ngao, dưới tiếng gầm thét không ngừng của yêu ngọc, Long hùng lại càng thêm run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, ngay cả ngón tay cũng không dám cử động. Nghệ Phong sướng sở chứng kiến cảnh tượng này, hắn cũng không biết dưới tiếng gầm thét giận dữ này, nơi sóng âm có thể truyền đến, bất kể loại ma thú nào thực lực đạt tới một cấp độ nhất định đều cúi người nằm dạp trên mặt đất, không dám cử động một chút nào. Ngao, ngao, lại thêm một chàng rồng ngâm nữa, thân thể Long Hùng vốn không chỉ thay đổi một lần, sau đó mới run run đứng dậy, cung kính hướng về phía Nghệ Phong đi tới. Nghệ Phong chứng kiến Long Hùng tiến về phía này, khẽ giật mình. Vừa định ném ra phệ linh nộ bạo, nhưng chứng kiến giờ phút này Long Hùng không có một chút định ý nào, lúc này mới thoáng buông lỏng cảnh giác khiến đám người ly thủy trợn mắt há hốc mồm chính là long hùng vừa nãy vốn còn đang diếu võ dương oái lúc này lại cẩn thận nâng nghệ phong dậy sau đó nhìn về phía yêu ngọc trên hư không cung kính nói chủ nhân ta sai rồi ta cứ tưởng ngài bị hắn ăn thịt long hùng cảm thấy cực kỳ ủy khuất vốn nó định vì chủ nhân báo thù ai ngờ rằng nhân loại này cùng chủ nhân có quan hệ mật thiết đến như vậy đồng thời nói mới hiểu được lạc ấn in giấu trong linh hồn kinh khủng đến mực nào tuy rằng nó phát giác ra thực lực chủ nhân rất yếu, nhưng mà uy áp sâu trong linh hồn kia lại khiến nó không có một chút ý nghĩ dám phản kháng nào. Chỉ cần một tiếng rồng ngâm, đã khiến toàn bộ lực lượng của nó bị đánh sơ xác nó không có cách nào tích tụ năng lượng, cho dù là một tia. Chỉ là nó không biết, một tiếng chủ nhân này khiến đám người ly thủy, nghệ phong trợn mắt, ngốc trệ tại chỗ. Người nào người nấy sững sờ nhìn chằm chằm về phía yêu ngọc đã hóa thành long xà trên hư không. Tồn tại mạnh như thế, không ngờ lại gọi yêu ngọc là chủ nhân, như. Vậy, nghệ phong lắc lắc đầu, không có cách nào tưởng tượng ra thân phận của yêu ngọc, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Cái này, vị huynh đệ, vừa rồi là ta sai, ta xin lỗi ngươi, Long Hùng ngượng ngùng nhìn về phía nghệ phong nói. Nó nhìn ra, chủ nhân cùng người thanh niên bị nó đánh trọng thương có quan hệ vô cùng mật thiết. Nghệ phong cổ quái nhìn yêu ngọc, tắt tiếng không biết nói cái gì. Long Hùng thấy nghệ phong tựa hồ không có ý tứ bỏ qua, lập tức khẩn trương nói vị huynh đệ, chuyện này cũng khó trách ta. Vốn là ta phát hiện được trên người ngươi có một tia khí thức của chủ nhân, nhưng mà ngươi lại nói ăn thịt ngài, cho nên ta mới. Nghe được lời này, nghệ phong mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Long Hùng bị yêu ngọc hấp dẫn đến. Nói như vậy, quả thực là không thể trách nó. Lúc này, yêu ngọc cũng hóa thành một con rắn, hạ xuống bờ vai nghệ phong, nhẹ nhàng cọ vào mặt hắn. Ý bảo nghệ phong không nên cùng Long Hùng so đo. Long Hùng chứng kiến nghệ phong tựa hồ vẫn không có ý tứ bỏ qua, trong lòng đã không dứt hoảng sợ. Nếu chủ nhân đến trước mặt những lão gia hỏa kia tố cáo chuyện này, hắn không bị lột ra mới là lạ. Chủ nhân, Long Hùng cơ hồ là đắng chắc nghiêm mặt nhìn Yêu Ngọc. Yêu Ngọc nhìn Nghệ Phong, lắc lắc đầu. Nghệ Phong đối việc Long Hùng xin tha chỉ khẽ cười, đương nhiên hắn không có khả năng làm chuyện gì với Long Hùng. Chuyện này vốn chỉ là hiểu lầm, lòng dạ Nghệ Phong còn chưa hẹp hòi đến mức kia, huống hồ, thực lực của hắn còn kém Long Hùng rất xa. Long Hùng huynh đệ gọi ta Nghệ Phong là được, Lời này lập tức khiến Long Hùng thở phào một hơi, chủ nhân ngài đã trở về thì hãy cùng ta đi gặp các trưởng lão. Long Hùng thỉnh cầu nói, vừa nghe thấy lời này, Yêu Ngọc lập tức gầm lên một tiếng, dưới tiếng gầm này sắc, mặt Long Hùng đại biến, tựa hồ như muốn khóc. Chủ nhân, nếu ngài không quay về, đám lão bất tử kia sẽ lột ra Long Hùng mất, khó trách Long Hùng như thế. Năm đó, sau khi Yêu Ngọc biến mất, bọn họ gần như đã lật tung toàn bộ thánh thành, nhưng vẫn không tìm ra, chuyện này khiến bọn họ vô cùng lo lắng vất vả lắm long hùng mới tìm được yêu ngọc nhưng chủ nhân không muốn quay về hắn không có cách nào báo cáo kết quả ngao lại một tiếng gầm ánh mắt long hùng sáng ngời lập tức nhìn yêu ngọc nói chủ nhân ý của ngài là bảo ta cùng ngài rời đi lời này khiến long hùng triệt để hưng phấn nó sớm đã không muốn lưu lại tại ám vực thêm nữa nhưng mà suy nghĩ một chút long hùng lại không khỏi mờ mịt chủ nhân ngài không biết chúng ta cùng các người bất đồng nếu chúng ta rời xa ám vực vừa tiến ra ngoại giới lập tức sẽ bị cấm chế đánh tan thành mây khói. Yêu Ngọc biếu một khinh thường một tiếng, cũng không nói gì, thân thể lập tức biến lớn, phun ra từng ngụm năng lượng. Dưới động tác này, hư không xuất hiện một dấu vết kỳ dị. Đồng thời cùng lúc này, trên người Long Hùng cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết hẳn trên làn da. Long Hùng nhìn qua những dấu vết xuất hiện trên người, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là cấm chế truyền thừa từ thời viễn cổ, cho dù nó chết cũng sẽ truyền lại trên người con cháu, những thứ này là do Tổng Tông truyền thừa xuống, cũng bởi vì cấm chế này, nó vĩnh viễn không được phép rời. Ám vực, yêu ngọc nhìn thoáng qua cấp chế, đột nhiên mở miệng khẽ hút. Dưới cái hút này, toàn bộ cấm chế lập tức ùa tới miệng của nó, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cấm chế trên người Long Hùng đều đã bị yêu ngọc thôn phệ. Chứng kiến một màn này, Long Hùng hơi sững sờ, lập tức nhảy dựng lên cười lớn, toàn bộ không gian tràn ngập tiếng cười của nó. Chủ nhân, chúng ta đi, giờ phút này, Long Hùng đã hoàn toàn quên đi những lão gia hỏa trong miệng của nó. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1375, Long Hùng không còn bị cấm chế trói buộc, chuyện này khiến nó hưng phấn không thôi. Nếu không bị yêu ngọc áp chế, nó sớm đã lao ra khỏi ám vực rồi. Tuy vậy, nó vẫn không ngừng thúc giục nghệ phong, chỉ có điều đám người ly thủy bị nó đánh trọng thương, nghệ phong đương nhiên không thể nhàn rỗi bắt đầu chữa thương cho mọi người tuy rằng thương thế của ba người nghiêm trọng nhưng được y sư bát giai chữa trị tốc độ khôi phục cũng rất nhanh đám người ly thủy rốt cục cũng minh bạch vì cái gì nghệ phong lại ưa thích dược liệu đến như vậy chẳng qua bọn họ vô cùng rung động rất khó thể tưởng tượng ra y sư bát giai võ giả quân cấp nhiếp hồn sư bát tinh đồng thời xuất hiện trên thân một người nương theo thân phận đặc thù này tuy rằng thực lực của nghệ phong còn chưa đạt tới cấp độ cung điện ngũ tinh nhưng nếu muốn trùng kích ngũ ngũ tinh mà nói lại là việc vô cùng dễ dàng. Từ đó, khiến ba người đối với Nghệ Phong lại cung kính thêm vài phần. Đặc biệt khi nhìn thấy Long Hùng đối với Yêu Ngọc vô cùng cung kính, thần kinh của những người này đã sớm chết lặng. Bất kể người nào cũng đều nhận ra, Yêu Ngọc là ma thú của Nghệ Phong. Ma thú có bối cảnh, thân phận như thế, rốt cục Nghệ Phong thu phục được bằng cách nào? Đồng thời, đối với thân phận phận của Yêu Ngọc, Nghệ Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc tuy rằng hắn một mực nghĩ rằng yêu ngọc không đơn giản nhưng mà ngay cả ma thú khủng bố như long hùng cũng là người hầu của nó như vậy thân phận của nó phải tôn quý đến mức nào nghệ phong dò xét từ trên xuống dưới một lần nhưng mà hiển nhiên yêu ngọc vô cùng hứng thú với việc ngủ sau khi thôn phệ toàn bộ cấm chế của long hùng nó lập tức cuộn tròn người trong ngực nghệ phong chìm vào giấc ngủ không rõ thân phận của yêu ngọc nghệ phận chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha quản thân phận của nó là cái gì lúc này yêu ngọc đang đồng thành cùng hắn nghệ phong cũng không phải không nghĩ tới việc đến hỏi năm vị trưởng lão bất quá hắn nhớ rõ khi lão đầu tử nhìn thấy yêu ngọc mặc dù kinh ngạc nhưng sắc mặt cũng không biến hóa quá lớn hiển nhiên lão đầu tử cũng không biết được thân phận của yêu ngọc nghệ phong từng hỏi qua long hùng bất quá long hùng ấp úng một lúc lâu cuối cùng chỉ thốt lên một câu toàn bộ ám vực tồn tại chính là vì chiếu cố tiểu chủ nhân lời này khiến không chỉ nghệ phong biến thành mốc trệ ngay cả đám người ly thủy cũng không nhịn được có quắp ngồi xuống dưới đất Ám vực là địa phương nào? Là một trong những hung địa được thánh thành công nhận, từng có người đồn đại coi như là thánh lão tiến vào ám vực cũng có đi mà không có về. Nhưng toàn bộ nơi đó chỉ là vì phục vụ cho đầu ma thú rồng không ra rồng, rắn không ra rắn kia, như vậy thân phận của nó phải tôn quý đến mức nào? Loại đãi ngộ này, cho dù thánh lão của thánh thành cũng kém xa. Ba người nhìn thoáng qua yêu ngọc đang ngủ say trong ngực Nghệ Phong, sắc mặt lại càng thêm cẩn thận. Đảo mắt đã qua một ngày, có được rất nhiều đan dược cùng dược vật trợ giúp tốc độ khôi phục của ba người ly thủy cực nhanh thương thế trên người đã khôi phục được hơn năm thành mà khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc chính là thần thái của nghệ phong vô cùng sáng láng tựa hồ thương thế đã hoàn toàn khôi phục ly thủy đương nhiên không biết tuy rằng nghệ phong bị thương không nhẹ thế nhưng so với bọn họ lại nhẹ hơn rất nhiều nhục thể của hắn đã ngăn cản được rất nhiều lực lượng cộng thêm việc lực khôi phục của hắn vô cùng biến thái điểm ấy thương thế qua thời gian một ngày đã hoàn toàn khôi phục có long hùng ở bên cạnh hộ vệ mọi người cũng không cần phải lo lắng thời điểm đám người ly thủy khôi phục được bảy thành mọi người bắt đầu ly khai ám vực long hùng nghe được tin tức nghệ phong muốn sớm rời khỏi ám vực liền biến thành cực kỳ hưng phấn đi trước mọi người mở đường tốc độ vô cùng nhanh loại tốc độ này khiến đám người ly thủy cười khổ không thôi chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo sau khi đi ra ngoài nghệ phong cũng gặp được đám người lý liên Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1376, trở lại cung điện, sau khi Nghệ Phong từ chỗ ly thủy có được đại trận lập tức trở về bắt tay vào bố trí. Trận pháp cũng không quá phức tạp, sau khi miệt mài vài giờ, toàn bộ trận pháp đã được Nghệ Phong bố trí hoàn thành xung quanh Nghệ cung. Dưới sự ngưng tụ của trận pháp, linh khí từ bốn phía lập tức hội tụ về Nghệ cung. Đến khi ổn định Mật độ linh khí so với bên ngoài đã đậm đặc hơn gấp vài lần. Biến hóa của cung điện lập tức hấp dẫn vô số người muốn nha nhập nghệ cung. Đương nhiên, Nghệ Phong vẫn giữ vững nguyên tắc thả ít mà tốt, sau đó để Lý Liên nhận người. Đồng thời hắn cũng luyện chế một số lượng lớn đan dược, phái người thu mua thi thể ma thú luyện chế đan dược thất giai cần thiết. Sau khi xử lý xong xuôi hết mọi việc, nói với Lý Liên một tiếng, Nghệ Phong bắt đầu khởi hành rời khỏi Thánh Thành, đối với Thanh Thanh, Nghệ Phong vẫn không thể dung nhập được mặc dù tốc độ tu luyện tại đây so với thế giới bên ngoài nhanh hơn rất nhiều. Nhưng hắn còn rất nhiều việc cần làm tại đại lục, tuy rằng Lý Liên không rõ nguyên nhân vì sao Nghệ Phong muốn ly khai, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bất quá, có Nghệ Phong tạo dựng căn cơ, đủ để khiến Nghệ Cung dần dần lớn mạnh. Long Hùng nghe Nghệ Phong nói phải rời khỏi Thánh Thành lại càng thêm hưng phấn. Vốn nó cực độ không đồng ý việc biến thân thay đổi, lúc này cũng đã đồng ý biến thân trở thành một tiểu hùng trắng như tuyết, không còn một chút dữ tận nào. Nghệ Phong không tìm được đám người đại trưởng lão, chỉ có thể lần mò tự mình tìm lối ra. May mắn, hắn đã từng được đại trưởng lão dẫn đường, cho nên vẫn còn nhớ được. Đúng lúc Nghệ Phong đặt chân tới biên giới Thánh Thành, hắn chợt cảm thấy một cỗ khí thế vô cùng cường đại tập trung lên trên người hắn. Giờ phút này, ngay cả Long Hùng đi theo Nghệ Phong trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi, không còn một chút khí thế vênh váo tự đắc nào trong dĩ vãng. Dưới cỗ khí thế này, Nghệ Phong lập tức bị ép đến toàn thân đổ mồ hôi. Cho dù đã tới quân cấp, Hắn vẫn cảm thấy bản thân tựa như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng, tùy thời có khả năng bị nhấn chìm. Nghệ phong kiên cường ngăn cản cỗ khí thế này, thì lễ một cái, hướng về phía hư không hô. "Đương đại tông chủ Tà tông Nghệ phong, bái kiến tiền bối." Nghệ phong hiểu rõ, người trong Thánh thành tuyệt đối không thể đơn giản rời khỏi Thánh thành. Nhưng mà hắn bất đồng, tuy rằng không ngăn cản nổi cỗ khí thế này, nhưng hắn cũng không quá lo lắng bởi vì hắn tin tưởng người tà tông có thể tự do ra vào thánh thành điểm ấy hắn có thể thấy được từ trên người lão đầu tử sau khi nghệ phong nói xong cỗ khí thế này không hề yếu bớt ngược lại càng không ngừng gia tăng dưới áp lực biến đổi một cách đột ngột này nghệ phong phát hiện ra xương cốt của hắn rung động phát ra tiếng răng rắc toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm như tắm rõ ràng cỗ khí thế này muốn ép hắn phải thuần phục nghệ phong nắm chặt nắm đấm gân xanh trên người cuồn cuộn phù chú như rắn xuất hiện khắp da thịt hăn ngạnh kháng cỗ khí thế này. Cỗ khí thế này không ngừng gia tăng, càng ngày nghệ phong cảm thấy áp. Lực càng lớn, tựa hồ bản thân đang phải cõng một tòa núi cực lớn trên lưng. Hơn sức năng ngọn núi này còn đang không ngừng gia tăng. Suốt một canh giờ, nghệ phong đã hoàn toàn quên hắn thừa nhận bao nhiêu áp lực. Lúc này đầu khối của hắn đã trùng xuống, hiển nhiên hắn vẫn gồng mình kháng cự không quỳ xuống. Nhưng mà, tiếng răng rắc không ngừng vang lên nói cho nghệ phong biết, hắn không kiên trì được bao lâu nữa. Đúng lúc nghệ phong sắp phải quỳ xuống, cỗ khí thế đè lên trên người hắn lập tức biến mất. Nó vừa biến mất nghệ phong cũng cảm thấy toàn thân hư thoát, co quắp ngồi dưới đất, thở dốc. Không tồi, hư không vang lên một thanh âm mờ ảo. Nghệ phong co quắp ngồi dưới mặt đất, mở lớn miệng thở dốc, không hề để ý đến thanh âm truyền ra từ hư không. Cùng lúc nghệ phong âm thầm điều tức, nam tử vương tọa đột nhiên từ cánh tay của nghệ phong lao ra ngoài. Sau đó thanh âm mở ảo một lần nữa vang lên. Người đi theo ta một chuyến, thanh âm vừa dứt thân ảnh nghệ phong tiêu thất trong hư không, tựa hồ bị một bàn tay cực lớn từ ngoài ngàn dặm bắt lấy. Cùng lúc đó, nam tử vương tỏa cùng Long Hùng cảm thấy một cỗ khí thức vô cùng khổng lồ đổ ập xuống thân thể, khiến hai người không dám cử động một chút nào. Nghệ phong bị đối phương rời đi, một chút cơ hội phản kháng hắn cũng không có. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi cực lớn. Trên đỉnh núi, nghệ phong thấy được thân ảnh một vị lão giả mặc thanh bào, mái tóc trắng như tuyết. Hắn biết, lão giả này chính là chủ nhân của bàn tay di rời hắn đến nơi này nhớ lại thực lực của lão giả trước mặt nghệ phong liền lẳng lặng đứng đó nhìn về phía lão giả đang quay lưng về phía mình hai người không ai mở miệng trước chỉ lẳng lặng đứng đó lão giả tựa như là thiên địa nếu không phải tận mặt nhìn thấy cảm giác lực của nghệ phong căn bản không cảm nhận được người đứng ở trước mặt nghệ phong biết rõ trong thánh thành không có người nào dám ra tay với hắn cho nên nghệ phong cũng bình tĩnh dị thường chỉ lẳng lặng đứng một chỗ trong nháy mắt một ngày đã trôi qua, lão nhân này vẫn tựa như là một bức tượng gỗ điêu khắc, đồng thời Nghệ Phong cũng như vậy, chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau lão giả. Nghệ Phong cũng không biết, hắn an tĩnh đứng đó, cùng dĩ vãng có bất đồng rất lớn. Dùng cảm giác lực bình thường, không thông qua thị giác, đồng dạng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của Nghệ Phong. Tuy rằng Nghệ Phong không thể giống lão nhân hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa, nhưng mà Nghệ Phong cùng khí thức thiên địa kháng cự không lớn, mơ hồ đã có phong phạm bước vào thiên địa hai người lặng lẽ đứng im suốt ba ngày, đến lúc này nghệ phong thậm chí còn quên luôn sự tồn tại của lão giả trước mắt, lặng lặng đứng đó, vô hỉ vô bi, cả người yên tĩnh dị thường. Rất tốt, ngày thứ ba, toàn bộ thân thể nghệ phong đã bị xương sớm phủ xuống biến thành ướt nhẹp. Đúng lúc nãy, lão giả đưa lưng về phía nghệ phong rốt cục cũng mở miệng. Rất ít người trẻ tuổi có khả năng trầm tĩnh đến như vậy. Người rất giỏi, lão giả mở miệng nói, thanh âm không chút nào che giấu sự hân thường âm thầm tra xét ngươi một khoảng thời gian đồng thời nghe đám tiểu ngũ báo cao quá vẫn cho rằng ngươi là loại người không an phận thích ồn ào không ngờ ngươi có thể cùng lão hủ đứng im đúng ba ngày ba ngày liễu nhiên thu được một tên đệ tử giỏi tiền bối quá khen chỉ là tiền bối không mở miệng vãn bối không dám hỏi thật sao lão giả cười năm đó sư tôn của người liễu nhiên quá mức kiêu ngạo cùng ồn ào khiến rất nhiều người chú ý tuy nói hơn phân nửa nguyên nhân bị buộc phải ẩn thế nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân là chúng ta muốn hắn ẩn thế khiến hắn bình ổn lại tâm tình bằng không hắn muốn tiến thêm một bước là điều rất khó nghệ phong nghe được lời này đáy lòng có điều suy nghĩ thầm nghĩ khó trách sư phụ liễu nhiên của hắn năm đó bị buộc phải ẩn thế cũng chưa từng nghe nói qua thánh thành xuất binh trợ giúp hắn với một góc băng sơn thành thành vừa lộ ra nếu bọn họ xuất thủ cho dù không thay đổi được cục diện nhưng cũng sẽ khiến đại lục chấn động tuyệt đối vượt xa lão đầu tử thì ra những đại năng giả này cũng muốn ghim ném tâm tình của Liễu Nhiên, cho nên đối với Việu Liễu Nhiên ẩn thế cũng mơ hồ đồng ý. Bất quá, chuyện này khiến Nghệ Phong cảm thấy có chút bất mãn, tuy rằng làm vậy có thể khiến thực lực lão đầu tử đề cao một tầng, nhưng đây tuyệt đối không phải là ý muốn của hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1377, có phải người đối với chúng ta cảm thấy vô cùng bất mãn? Tựa hồ lão giả cảm nhận được sự bất mãn trong lòng Nghệ Phong, chợt lên tiếng nói. Nghệ Phong cũng không vòng vo, nói thẳng, vãn bối không dám, chỉ là vãn bối cảm thấy coi như dã thú cũng biết bảo vệ con của nó mà thôi. Người thực lớn mật, lại dám nghi vấn quyết định của chúng ta. Lão giả không buồn không vui nói, Nghệ Phong cũng không nghe ra lão đang cao hứng hay là tức giận. Chẳng qua vãn bối chỉ cảm thấy, giờ phút sư tôn bị buộc đến bước đường cùng, có lẽ hắn rất chờ mong có người ra tay giúp đỡ nhưng mà lại không có ai ra tay. Nghệ Phong không có cách nào tưởng tượng nổi, năm đó sư tôn bị buộc đến bước đường cùng, sẽ cảm thấy bi thiết đến cỡ nào. Tuy rằng, Nghệ Phong không biết đến tột cùng năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh đó mà tưởng tượng, nếu hắn bị buộc đến bước đường cùng, chỉ có thể thừa nhận an bài của kẻ thù, chắc hẳn sống không bằng chết. Lão giả đưa lưng về phía Nghệ Phong lắc lắc đầu, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà thản nhiên nói. Người biết vì sao ta gặp ngươi không? vốn dùng thân phận của ngươi, cho dù là tà đế, cũng không có tư cách gặp ta. Thỉnh tiền bối chỉ điểm cho, nghệ phong không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, bởi vì ngươi tu luyện lăng thần quyết, hơn nữa, ngươi rõ ràng được truyền thừa một tia khí tức của hắn. Lão giả nói, nghệ phong nhíu mày nói, vãn bối không hiểu ý của tiền bối, ha ha, ngươi không rõ giá trị của lăng thần quyết, không rõ các tiền bối của tà tông đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết lên trên người của hắn cũng không hiểu tu luyện lăng thần quyết đại biểu cho ý nghĩa gì. Khi ngươi hiểu được toàn bộ, điều gì cần biết tự nhiên sẽ biết. Lão giả nói, xin thỉnh giáo tiền bối. Nghệ Phong trực tiếp nói thẳng, lão giả lắc lắc đầu, còn chưa phải lúc, đợi đến khi thực lực ngươi tiến thêm một bước. Khi đó ngươi sẽ hiểu được, Nghệ Phong khẽ nhíu mày, lập tức nói, xin hỏi tiền bối, ngài nói khí thức của hắn là ám chỉ điều gì. Lão giả nói, một vị kỳ tài ngút trời của tà tông, tồn tại đỉnh phong trên đại lục đó là trí tôn chân chính một lời nói của hắn đủ khiến đại lục chấn động trong lòng nghệ phong chấn động chợt nhớ tới khi xưa cùng bạch hàn tuyết tiến vào truyền thừa một cỗ khí thức khổng lồ đã tập trung lên trên người hắn hầu như muốn diệt sát hắn nhưng chỉ cần một tia khí thức kia đã bước lui được đối phương hơn nữa khiến đối phương không dám ra tay đối phó với hắn nữa có lẽ đó chính là tia khí thức mà lão giả này nhắc tới từ khi bạch hàn tuyết tiếp nhận truyền thừa hắn không hề gặp lại nàng nữa nữa nghệ phong tin tưởng nếu Bạch Hàn Tuyết đã rời khỏi di chỉ, tất nhiên sẽ tìm tới hắn, nhưng mà, hiện tại vẫn còn tiếp nhận truyền thừa, chứng minh một điều, truyền thừa này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Đặc biệt, ngay cả đan dược thập giai đối phương cũng có thể lấy ra, có thể tưởng tượng được thực lực đối phương khủng bố đến cỡ nào. Hơn nữa Bạch Hàn Tuyết từng nói qua, tại viễn cổ tông môn của nàng đều là cường giả thành danh, như vậy thực lực kẻ kia tuyệt đối không thấp hơn thánh cấp. Có thể thấy được cường giả như vậy, lại bị một tia khí thức của hắn khiến giật mình, không dám ra tay với nghệ phong nữa nghệ phong lập tức hiểu được vị trí tôn đỉnh phong này khủng bố đến cỡ nào mỗi đời tà đế sau khi tiếp nhận khảo nghiệm đều được tiếp nhận truyền thừa nhưng không có đời tà đế nào có thể nhận được truyền thừa khí thức của hắn ngươi là người thứ nhất nói cách khác ngươi cũng trở thành đệ tử mà hắn tán thành lão giả giải thích nói nghệ phong nhớ lại năm đó tiếp nhận truyền thừa quả thực có xuất hiện một người kỳ dị khí thức của hắn tựa hồ chỉ cần một ngọn gió thổi cũng có thể tiêu tán nhưng cố khí tức này lại khóa chặt hắn, từng tia từng tia khí tức truyền thừa lên trên người hắn, lúc ấy nghệ phong chẳng qua chỉ cảm thấy hơi khác thường nhưng cũng không để trong lòng, nhưng mà thực không ngờ hắn lại có thân phận đến như vậy. Một tia khí tức mà thôi, nghệ phong thản nhiên nói, khi ngươi tiến thêm một bước, sẽ minh bạch được giá trị của nó. So với ta, với sư tôn của ngươi, so với giới nhiều người, ngươi có ưu thế hơn rất nhiều. Vốn tưởng rằng tính tình của ngươi giống với liễu nhiên, kiêu ngạo thích ồn ào muốn tiến thêm một bước rất khó thực không ngờ là ta quá lo lắng lão già thản nhiên nói nghệ phong biết rõ tiến thêm một bước trong lời lão già cũng không phải là dễ dàng như vậy có phải nếu tính tình ta giống sư tôn kết cục cuối cùng cũng sẽ không khác gì hắn bị người bước đến đường cùng nghệ phong bình tĩnh nói lão già nghe được lời chất vấn của nghệ phong chỉ lắc lắc đầu nói Người còn chưa minh bạch ý của ta năm đó liễu nhiên bị buộc ẩn thế ngoại trừ một phần nguyên nhân do chúng ta không thể xuất thủ còn một nguyên nhân khác cho dù chúng ta ra tay cho dù chúng ta giúp đỡ liễu nhiên cũng không thay đổi được điều gì chỉ làm mọi chuyện ngày càng xấu thêm các người đều lo trước lo sau thế hay sao đệ tử tà tông bị người ta khi dễ trưởng bối lại nhắm mắt làm ngơ không sợ khiến người ngoài cho rằng người tà tông dễ bị khi dễ hay sao nghệ phong từ tia khí tức được truyền thừa từ vị cường giả đỉnh phong kia cũng đã xác định hắn và tà tông có nguồn gốc rồi nếu là ngươi ngươi sẽ làm như thế nào lão giả đột nhiên nói nghệ phong không chút nghĩ ngợi nói cho dù không thay đổi được tối thiếu tại thời điểm ấy ta cũng sẽ đứng ra giết được tên nào hay tên đó cho dù trời long đất lở thì như thế nào ngay cả hậu bối của mình còn không bảo vệ được còn quản người khác làm cái gì cho dù tà tông diệt phong ta cũng không hối tiếc cho dù toàn bộ Tà tông diệt vong cũng sẽ không hối tiếc. Lão giả thì thào lặp lại, lập tức lắc đầu, rất lâu sau mới thở dài nói: "Chúng ta không bằng ngươi, Tà tông rơi vào trong tay ngươi không biết là phúc hay là họa. Ta chỉ nhớ rõ, trong giáo huấn của Tà tông có một điều, tùy tâm sở dục." Nghệ Phong nói, lão giả nói: "Không ngờ ngươi lại nhớ rõ như vậy, bất quá, còn có lựa chọn, cũng là kết quả giống nhau." Chuyện năm đó, với thực lực của Liễu Nhiên, cho dù chúng ta ra tay, đưa cục diện về thế cân bằng. Liễu Nhiên cũng không chiếm được thứ hắn muốn, bởi vì thực lực trước kia của hắn quá kém, căn bản không có tư cách đánh cờ. Mặc dù khiến đại lục phong ba một phen, nhưng trong mắt chúng ta bất quá chỉ là đám trẻ con đấu đá nhau mà thôi. Liễu Nhiên muốn đoạt lấy thứ thuộc về hắn, như vậy thực lực nhất định phải tiến thêm một bước. Chỉ có đạt tới cấp độ loại này mới có cơ hội. Cho nên cho dù chúng ta giúp đỡ Liễu Nhiên không phải ẩn thế, sớm muộn hắn vẫn phải điều chỉnh lại tâm tình của mình. Người cũng không khác gì hắn, tuy rằng hiện tại có vài phần thực lực, nhưng vẫn vô cùng nhỏ yếu. Lão giả nhắc nhở, nghệ phong thản nhiên nói, ta cùng sư tôn bất đồng, nếu là ta, mặc kệ năm đó là do nguyên nhân gì. Cho dù phải liều mạng đồng quy vô tận, ta cũng không lựa chọn cuộc sống không có tự do này. Ta thích tự do, muốn giết người thì giết, muốn tìm nữ nhân cứ tìm, tiêu diêu tự tại. Ta mặc kệ cái ước định chó má gì của đại lục, ta chỉ làm theo giáo huấn của tà tông. Những thứ còn lại ta không quan tâm. Chuyện được thực hiện bởi kênh truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1378. Mặc dù những lời này Nghệ Phong nói không rõ ràng, nhưng lão giả cũng hiểu được ý tứ mà hắn muốn biểu đạt. Nghệ Phong đang nhắc nhở rằng bọn họ đã quên giáo huấn của Tà tông, hơn nữa còn có ý tứ mặc kệ bọn họ cùng Đại Lục có ước định gì, cũng không liên quan đến hắn. Lời này khiến lão giả nở nụ cười khổ, nhưng lại không có cách nào phản bác. Nhớ tới niên kỳ của nghệ phong, thầm nghĩ hắn tuân thủ hay không tuân thủ cũng không có quan hệ. Dù sao, với thực lực của hắn, còn chưa thể ảnh hưởng đến đại cục. Những chuyện này đợi người có thể tiến thêm một bước nữa sau đó sẽ bàn lại, nói ra lúc này còn quá sớm. Lão giả nói, lão biết rõ đối với việc của liễu nhiên khi xưa nghệ phong luôn cảm thấy bất mãn. Bất quá lão giả cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng nếu nghệ phong ở vị trí của lão cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, đó cũng là kết quả mỹ mãn nhất. Có đôi khi cũng không phải bọn họ không muốn ra tay, nhưng mà ra tay chỉ có thể khiến mọi chuyện trở nên xấu hơn mà thôi, như vậy ra tay có tác dụng gì? Đương nhiên, lão giả cũng không giải thích quá nhiều với nghệ phong, đến thời điểm thích hợp, hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Tiền bối tới tìm ta, không chỉ để nói những điều này chứ. Nghệ phong nhìn bóng lưng lão giả, nói, lão giả lắc đầu, đột nhiên xoay người, một khuôn mặt hồng nhuận, khỏe mạnh xuất hiện trước mặt nghệ phong. Thoạt nhìn khuôn mặt này cũng không quá già nua, nhưng nghệ phong biết, lão giả trước mặt đã sống không biết bao nhiêu năm tháng chẳng qua bởi vì thực lực cho nên không giả yếu đi mà thôi tay lão giả nhẹ nhàng vẽ một cái một giọt huyết dịch lơ lửng giữa hư không giọt máu này lập tức bay đến trước mặt nghệ phong sau đó trong lúc nghệ phong còn đang nghi hoặc giọt máu này chợt rơi xuống ngón tay hắn rồi biến mất trong này có ấn ký linh hồn của ta có thể trợ giúp ngươi một lần lão giả nói nghệ phong gật đầu hắn tin chắc lão giả trước mặt là cường giả thánh cấp đối với thủ đoạn của thánh cấp hắn không biết nhưng cường giả cấp độ này tặng đồ vật tuyệt đối có thể trợ giúp hắn cực lớn đa tạ tiền bối nghệ phong khom người thi lễ nói lão giả lắc lắc đầu lập tức nói đợi đến khi ngươi hoàn toàn tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất hãy quay trở lại thánh thành một lần thiên nhân hợp nhất nghệ phong không khỏi nhớ tới liễu mộng nhiên ừ sau khi đạt tới quân cấp sớm hay muộn đều sẽ tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất với tích cách của ngươi nếu như có thể bảo trì trạng thái im lặng trong suốt ba ngày có lẽ rất nhanh sẽ bước vào cảnh giới này. Nếu người bảo trì loại tâm tình thích hồn ào này, thời gian tiến vào sẽ kéo dài đến không biết đến ngày tháng nào, sư tôn người cũng là sau khi ẩn thế mới có thể tiến vào. Sau khi vãn bối tiến vào thiên nhân hợp nhất, nhất định sẽ quay trở lại thánh thành. Nghệ Phong nói, bình thường, không có chuyện gì cũng có thể ghé qua nơi này. Lão giả nói, tay lão vừa lột, trên tay chợt xuất hiện một lệnh bài. Lão giả đưa lệnh bài cho Nghệ Phong nói, đây là lệnh bài của tà đế, sư tôn ngươi không bồi dưỡng người hầu cho ngươi lệnh bài này có thể mệnh lệnh cho bất cứ một người hầu nào của tà tông bất quá hiện tại ngươi vẫn không được phép mang theo người hầu ra ngoài lời này khiến đáy lòng nghệ phong hưng phấn không thôi nghệ phong vốn cho rằng người hầu của tà đế là chuyện rất xa xôi không thể tưởng tượng được lại có niềm vui ngoài ý muốn này lúc này nghệ phong đã xác nhận lão giả trước mặt chính là người mang sư tôn liễu nhiên đi cũng là một đời tà đế đa tạ sư tổ tuy rằng nghệ phong không biết lão là tà đế đời thứ bao nhiêu nhưng vẫn xưng lão là sư tổ lão giả gật đầu nói người tu luyện lăng thần quyết đại biểu cho ý nghĩa bất đồng cho nên làm việc vẫn phải suy nghĩ cẩn thận không nên đơn giản dính líu đến việc gì nói đến đây lão giả đột nhiên nhớ tới những lời nghệ phong vừa nói ban nãy lão dừng lại một chút sau đó tiếp tục nếu không thể giải quyết chuyện gì hãy mời bọn tiểu ngũ ra tay lời này khiến nghệ phong sững sờ trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin nghệ phong cũng biết năm vị trưởng lão nhất định đã bị ước định gì đó hạn chế bình thường tuyệt đối không thể xuống núi nhưng giờ phút này thánh lão lại nói ra lời này có thể mời năm vị trưởng lão ra tay chẳng phải sẽ vi phạm ước định hay sao nghĩ vậy nghệ phong không khỏi cổ quái nhìn lão giả lão giả tựa hồ không có chú ý đến ánh mắt của hắn tiếp tục nói bất quá có một số việc ngươi cần biết có thể không sử dụng tốt nhất là không nên sử dụng bị người ta nắm đuôi thánh thành cũng không dễ chịu gì Đồng dạng, người cũng không nên quá ỷ lại, hết thảy đều phải lấy việc đề thăng thực lực làm đầu. Nếu ngươi có thể đạt tới thực lực trí tôn của đại lục, chuyện của sư tôn ngươi cũng có thể giải quyết dễ dàng, bất luận hạn chế gì trước mặt ngươi đều vô dụng. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, lập tức lắc lắc đầu, trí tôn đại lục, đâu phải là dễ dàng đạt tới như vậy. Sau khi nói xong sau khi nói xong, trên tay lão giả xuất hiện thêm một quyển trục, đưa cho Nghệ Phong nói. Bộ công pháp này vốn là do sư tôn ngươi truyền cho ngươi, nhưng hiện tại hắn còn bận một vài chuyện. Ta sẽ thay mặt hắn truyền cho ngươi, công pháp thiên giai truyền thừa của tà đế, công pháp thiên giai, nghệ phong cảm thấy hôn hấp biến thành rồn rập, nghệ phong có một bộ công pháp thiên giai của nhiếp hồn sư, hắn hiểu rõ công pháp thiên giai nghịch thiên đến mức nào. Hiện tại, đây là công pháp thiên giai truyền thừa của tà đế, như vậy sẽ khủng bố đến mức nào. Nghệ phong hít sâu một hơi, run rẩy tiếp nhận quyển trục này. Thời điểm luyện bộ công pháp này, vận dụng nhiều tà đế lực mới có lợi với ngươi lão giả nói, sư đồ minh bạch, nghệ phong cung kính nói, ừ, đối mặt với tiên phủ ngươi phải cẩn thận một chút. Bọn hắn cũng không phải là đèn cạn dầu, hơn nữa nghe nói tiên đế đương đại cực kỳ kiệt xuất. Lão giả nói, ta sẽ chú ý, sau khi lão giả thông báo xong, cánh tay vung lên, trong nháy mắt nghệ phong đã xuất hiện ở chỗ cũ. Thủ đoạn như vậy khiến nghệ phong vô cùng bội phục, Long Hùng thấy nghệ phong xuất hiện, líu lưỡi nói, cỗ khí tức vừa nãy thực quá kinh khủng, nghệ phong khẽ cười, nhìn về phía nam tử vương tỏa lúc này nam tử vương tỏa cũng kinh hồn táng đảm nói so với ta vị huynh đệ thánh cấp kia còn mạnh hơn cũng khó trách nam tử vương tỏa bị dọa cho sợ hãi trước mặt cỗ khí tức này hắn cơ hồ bị lột sạch một vị sư môn trưởng bối vừa tặng cho ta một ít đồ nghệ phong tùy ý nói lời này khiến long hùng lộ ra thần sắc vô cùng hâm mộ nhân vật như vậy tặng đồ há có thể là thứ đơn giản nghệ phong chứng kiến bộ dạng này của long hùng vừa định mang theo hắn bước ra ngoài thanh âm mờ ảo một lần nữa truyền đến. Long Hùng, sau khi đi ra ngoài Thánh Thành, người không thể nói là ma thú của Thánh Thành hiểu chưa? Long Hùng nghe thấy lời này, lập tức kho mình thi lễ đáp. Vãn bối minh bạch, sau khi Long Hùng nói xong, hư không không còn vang lên thanh âm nào nữa, lúc này Long Hùng mới thở vào một hơi, nhanh chóng bước theo nghệ phong, đi đến cửa ra. Chẳng qua nghệ phong cũng không biết, lão giả lúc này đang lầm bẩm. Quả nhiên nghệ phong có chút cơ duyên, không thể tưởng tượng hắn trở thành truyền nhân của chủ nhân. Thú vị, quá thú vị. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1379 Sau khi rời khỏi Thánh Thành, Nghệ Phong nhắc nhở Long Hùng không được làm ẩu. Mặc dù Long Hùng đối với Nghệ Phong không hẳn là cung kính, nhưng đối với Yêu Ngọc lại cung kính dị thường. Sau khi Nghệ Phong xuất ra át chủ bài Yêu Ngọc, Long Hùng lập tức biến thành một chú mèo nhỏ. Thân thể rõ ràng co lại chỉ còn bé bằng một con sóc, Chứng kiến cảnh tượng này, Nghệ Phong mới an tâm, thực lực của Long Hùng quá khủng bố, nếu không áp chế được nó, còn không biết sẽ xảy đến tai họa gì. Dù sao Long Hùng cũng không phải là một ma thú an phận. May mà có thể mượn nhờ uy thế của yêu ngọc, cáo mượn oai hùng chấn trụ được Long Hùng. Nghệ Phong cũng không biết, sau khi hắn rời đi, giờ phút này, lão giả kia lại xuất hiện trong chỗ sâu nhất của ám vực. Tại thời khắc lão giả xuất hiện, cường giả đại năng trong ám vực lập lư xê có phản ứng, vừa hoan nghênh lại vừa áp chế lão. Đối với chuyện này, lão giả cũng không có chút Phật lòng nào. Trên phương diện khí thế, ta đế có được ưu thế trời cho, những người này còn kém lão một bậc. Chứng kiến lão giả đơn giản đã có thể xuất hiện tại bên người bọn hắn, đám ma thú biến ảo ra hình người này chỉ có thể mời lão giả tọa nhập Hàn Nguyên một phen, sau đó đi vào chính đề. Về phần nói chuyện gì, ngoại trừ vị đầu lĩnh của ám vực ra, không ai biết rõ bọn họ bàn luận chuyện gì. Chỉ biết là sau khi hai người truyền âm mật ngữ xong, liền nhẹ gật đầu thời điểm lão giả chuẩn bị cáo từ, ma thú bên trong ám vực đột nhiên mở miệng nói. Truyền nhân tà tông các ngươi không có bất cứ trợ thủ nào sao? Tứ của đầu lĩnh ám vực rất rõ ràng, ám vực sắp xếp Long Hùng đi theo bảo hộ chủ nhân của bọn họ. Tà tông lại để cho tông chủ đương đại lưu lạc bên ngoài, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù hung thú viễn cổ tại thế giới bên ngoài không nhiều lắm, nhưng dù sao vẫn có. Người của tà tông lại bất đồng, tiên phủ cùng tà tông giao chiến rất nhiều năm. Nếu tà đế xuất động nhân mã, tuyệt đối được không bù nổi mất, huống chi để cho nghệ phong tôi luyện một chút cũng tốt. Lão giả nói, tà tông các người thực là biết chiếm tiện nghi của người khác. Một trưởng lão ám vực nói, nói về chiếm tiện nghi, ngược lại ta cảm thấy là chủ nhân các người đang chiếm tiện nghi. Nếu không phải hắn đi theo nghệ phong, thực lực cũng không thể đề thăng nhanh đến như vậy. Nhưng mà quả thực không ngờ, cấm chế hắn lưu lại năm đó, chủ nhân của các ngươi cũng có thể thôn phệ. Thiên phú này thực sự vô cùng khủng bố, lão giả hâm mộ nói lời này khiến đám trưởng lão có chút hưng phấn những cấm chế kia đều là truyền thừa xuống mỗi đời ma thú trong ám vực đều có trừ phi thực lực đủ mạnh đột phá cấm chế bằng không tuyệt đối không có khả năng rời khỏi ám vực cho dù cường hãn như long hùng cũng bị cấm chế hạn chế nhưng bọn họ thực không ngờ chủ nhân có thể đơn giản phá hủy những cấm chế này phải biết rằng cho dù bọn họ đột phá cấm chế cũng không thể tiếu trừ toàn bộ một vài cấm chế vẫn có thể khống chế được bọn họ cung nên hoàn trả nhân tình năm đó của thánh thành trưởng lão ám vực cũng vô cùng bất đắc dĩ lão giả nói không sai nếu vận dụng lực lượng của tà tông tiên phủ đương nhiên sẽ vận dụng lực lượng của tiên phủ đến lúc đó nghệ phong cùng chủ nhân của bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng nhớ rõ ước định giữa chúng ta lão giả nhìn về phía đầu lĩnh ám vực nói một câu sau đó thân ảnh biến mất trong tầm mắt các vị trưởng lão các vị trưởng lão thấy được cảnh này khẽ dùng mình đầu lĩnh ám vực ngược lại thở dài một hơi thực lực lão gia hỏa này lại tăng lên nói xong lời này hắn liền xoay người ly khai mặc kệ đám trưởng lão còn đang mải miết suy nghĩ nghệ phong không biết bởi vì hắn cùng yêu ngọc lão giả cùng cao tầng ám vực đã gặp nhau một lần sau khi rời khỏi thánh thành năm vị trưởng lão vẫn giống như xưa ngủ tại thánh địa năm người thấy nghệ phong xuất hiện tại lối ra lập tức hỏi đi ra tuy rằng năng lượng trong thánh thành đậm đặc nhưng vẫn không thích hợp với ta nghệ phong nhìn năm vị trưởng lão nói Ngươi thực giống sư tôn ngươi." Đại trưởng lão tùy ý nói, "Bất quá, nếu như ngươi đã không muốn ở lại thánh thành, như vậy cũng tùy ngươi." "Lão đầu tử đâu rồi?" Nghệ Phong hỏi, sau khi hắn đạt đến quân cấp, chắc hẳn lão đầu tử cũng có phân phó riêng cho hắn. Đại trưởng lão nói, "Sư tôn ngươi vẫn còn có chuyện trong thánh thành, nếu như ngươi rảnh rỗi thì hãy ở chỗ này chờ hắn. Ngươi vừa mới tiếp nhận Tà tông, còn có rất nhiều việc cần ngươi quyết định." Nghệ Phong suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu vị sư tổ tà tông kia đã đưa cho hắn lệnh bài cùng vũ kỹ thiên giai truyền thừa của tà đế, những thứ khác cũng không quá trọng yếu. Hơn nữa, tiếp nhận tà tông, chỉ sợ phải làm lao công trong một thời gian ngắn, dù sao vẫn còn lão đầu tử, hắn trông coi cũng rất tốt, như vậy nghệ phong cũng được tự do. Đến lúc đó hãy tính, nghệ phong nói, tựa hồ đã sớm biết được nghệ phong sẽ trả lời như vậy, cho nên năm vị trưởng lão chỉ biểu môi cũng không nói gì thêm. Sau này, nếu chọc phải phiền toái gì không giải quyết được, có thể trốn vào thánh thành vẫn chưa có kẻ nào dám tìm thánh thành gây sự. Ngũ trưởng lão cực kỳ tự ngạo nói, nghệ phong lắc đầu, không nói gì thêm. Với tính cách của nghệ phong, bắt hắn phải làm rùa đen giúp đầu trốn tại thánh thành, so với việc bắt liễu nhiên ẩn thế còn nghiêm trọng hơn. Năm vị trưởng lão, đợi lão đầu tử đi ra, các người nói hắn mang theo. Bảo bối của tà tông tìm ta là được, nghệ phong cười hắc hắc hai tiếng, vất tay cùng năm vị trưởng lão cáo biệt. Năm vị trưởng lão nhìn qua nghệ phong ly khai, chỉ biết lắc lắc đầu, thầm nghĩ nếu như Liễu Nhiên nghe được câu này, có lẽ sẽ lại tẩn cho Nghệ Phong một trận. Bất quá, hiện tại Nghệ Phong đã đạt tới quân cấp, trên đại lục cũng có đủ sức tự bảo vệ mình. Cho dù đối mặt với những tiền bối đi trước giống như Liễu Nhiên, cho dù không đánh lại được vẫn có thể bỏ chạy. Hơn nữa những người này khinh thường việc ra tay với vãn bối. Nhìn qua Nghệ Phong biến mất tại thánh địa, khóe miệng đại trưởng lão khẽ nhếch lên, vui vẻ nói. Rốt cuộc tiểu tử này cũng có thể xuất sư rồi. Ha ha, Cha tấn sau nhiều năm rốt cuộc chúng ta cũng có thể thở phào một hơi rồi. Chuẩn bị tuyển nhận đợt người mới tiến hành huấn luyện tại thánh địa. Đại trưởng lão nói, bốn vị trưởng lão còn lại cũng gật đầu, tiến vào thánh địa huấn luyện, cũng không phải muốn bọn họ biến thành mạnh mẽ, chủ yếu là bồi dưỡng căn cơ cho bọn họ, cho nên ban đầu, thiên phú của đám người thi đại nhi, thiên nghịch so với một ít đệ tử của các đại tông môn còn kém một bậc. Nhưng hiện tại, mặc kệ thi đại nhi, thiên nghịch hay bất cứ người nào, đều đã vượt xa đệ tử của các đại tông môn hơn nữa đại trưởng lão cũng nhận được hồi báo đệ tử thánh tông tiến vào thánh địa tham gia huấn luyện được tài nguyên sư môn bồi dưỡng không ít người đạt tới tôn cấp đại đa số đều đạt tới vương cấp không thể nghi ngờ thế hệ nghệ phong thu được kết quả tốt nhất tam trưởng lão vậy phiền ngươi thông báo cho tất cả tông môn của thánh tông trên đại lục bảo bọn họ mang đệ tử đến đây toàn bộ tông môn thánh tông trên đại lục đều phải tham gia ta cảm thấy đại lục sẽ không yên bình nữa bất kể như thế nào đệ tử kiệt xuất đều phải tập trung tại thánh địa. Không người nào dám tìm phiền toái, đây cũng là để thánh tông lưu lại huyết mạch. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.